Chương 61 Hoa Đằng Chi Lông, Trung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 61 Hoa Đằng Chi Lông, Trung, Hoa Tổng Ngài ra ngoài khoảng thời gian này, tập đoàn bên trong tổng thể hoạt động hài lòng, lợi nhuận suất có tiểu phạm vi tăng cao, cụ thể số liệu toàn bộ đều lấy bản hình thức giao cho ngài xem qua. Trong đó vận tải hậu cần bộ ngành lợi nhuận tăng trưởng phạm vi to lớn nhất, chiếm được tổng thể 15%. Nam Tử nói chuyện tiếng nói có chút khàn khàn, Bất Quá nói câu nói này thời điểm, cái này tuổi trẻ đổng sự có vẻ rất đắc ý, bởi vì hắn chính là trưởng quản chuyên chở những công việc này. Bất Quá cũng là có không lạc quan tình huống, gần nhất doanh tiêu bộ nhiều tên công nhân bởi vì vấn đề cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tập đoàn hình tượng, để chúng ta mất đi rất nhiều khách hàng, đối với loại này quản lý không làm tình huống, ta kiến nghị phải làm khai trừ xử lý. Nói xong thủ hạ mình hài lòng biểu hiện lập tức lại chuyển đề phê bình những ngành khác người đang ngồi trung đã có cái trước sắc mặt người khác trở nên hơi không tự nhiên hừm kế tục trịnh hoa long cau mày này không phải là cái vấn đề nhỏ loại này cấp thấp sai lầm làm sao có thể xuất hiện ở hoa đằng công nhân thường đây trịnh hoa long ánh mắt lập tức tập trung đến phía dưới mấy người trên người mấy người kia chính là phụ trách doanh tiêu cùng nhân lực tài nguyên này một khối chủ quản bị trịnh hoa long nhìn chăm chú ứa ra đổ mồ hôi đứng ngồi không yên Thiên Vũ tập đoàn hướng về chúng ta phát sinh hợp tác xin, chúng ta tiến hành rồi bước đầu ước định, phát hiện Thiên Vũ mấy cái y dược hạng mục đáng giá đầu tư, vừa vặn bù đắp chúng ta ở lĩnh vực này chỗ thiếu sót, ngoài ra còn có thể bù đắp gần nhất bởi doanh tiêu bộ ngành quản lý không khi mất đi khách hàng trôi qua lợi nhuận. Cụ thể ước định báo cáo đã đặt ở vừa trong tài liệu ngài có thể cẩn thận xem qua. Đạt được Trịnh Hoa Long cho phép, tuổi trẻ đổng sự tiếp tục nói. Ừm. Làm không tệ, tư liệu ta nhìn, miễn cưỡng đạt đến yêu cầu, việc này liền ngươi đi xử lý đi, thiên vũ tập đoàn hợp tác hạng mục. Thuận tiện những thất trách đó nhân viên xử lý vấn đề, ngươi cũng đi làm, không giữ lại ai, đồng thời leo lên cấm xính danh sách. Trịnh Hoa Long vừa vẫn ở vườn nghe vừa xem tư liệu, hắn cảm thấy ước định và số liệu đều làm không tệ. Ở Trịnh Hoa Long quản lý sách lược trung, ai phát hiện vấn đề, ai liền có tư cách xử lý vấn đề, ai gây lỗi lầm, ai liền muốn vì là sai lầm trả nợ. Này leo lên cấm xính danh sách đối với hoa đặng công nhân tới nói là to lớn nhất xử phạt, bởi vì như vậy không chỉ mất đi ở hoa đặng công tác, cũng trên căn bản bằng vĩnh cửu mất đi ở trong xí nghiệp công tác cơ hội. Tại sao nói như vậy? Bởi vì hoa đặng network sáng tạo một cái danh sách đen, phàm là bị hoa đặng khai trừ nhân viên tin tức đều sẽ bị đổ bộ đến cái này trong danh sách, mang ý nghĩa hoa đằng không đồng ý, cái này danh sách kỳ thực cũng là ở nói cho những công ty khác, những nhân viên này là ta hoa đằng cho rằng rất kém cỏi. Nhìn qua không cái gì, nhưng kỳ thực thuộc về biến tướng cảnh cáo, ý tứ là ta hoa đằng không lọc mắt ngươi còn xính, ngươi là cố ý cùng hoa đằng đối nghịch, vẫn cảm thấy hoa đằng ánh mắt không được. Hơn nữa đã từng có không rõ lý lẽ công ty mời mọc những nhân viên này mà bị hoa đằng cố ý chăm sóc để ép không phải đóng cửa chính là tình cảnh khó khăn, vì lẽ đó lâu dần ở toàn bộ tài chính lĩnh vực liền hình thành một cái quy củ bất thành văn vậy thì là hoa đằng cấm xính trong danh sách người không cho phép mời mọc vì lẽ đó một khi ngươi lên bảng như vậy ngươi đi đâu vậy tìm việc làm đều sẽ bị các loại lý do từ chối không ai sẽ vì một cái công nhân mà đắc tội hoa đằng ngô hân cha mẹ chính là bị trịnh bân cho thu được cái này danh sách vì lẽ đó khắp nơi không tìm được việc làm hoa tổng ngài nghe ta giải thích không phải ngài nghĩ tới như vậy là có người cố ý. Nghe được Trịnh Hoa Long như vậy quyết định, người phía dưới rốt cục có một cái không nhìn được, mau mau đứng lên đến biện giải, hắn nhưng là phụ trách doanh tiêu này một khối, này đỉnh quản lý không làm chụp mũ trừ đi hắn có thể không chịu được, hơn nữa lập tức bị khai trừ nhiều như vậy công nhân, nhưng là sẽ cho doanh tiêu bộ mang đến phiền toái không nhỏ. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là từ nghề nghiệp trình độ thượng loại này sai lầm là không nên phát sinh, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra gần nhất thật giống có người đang cố ý tìm cớ gây xích mít ly gián dẫn đến rất nhiều khách hàng dồn dập giải trừ hiệp ước hắn hoài nghi rất khả năng chính là phong đằng dở trò trách nhiệm này hắn cũng không muốn chính mình nắm cả chuyện như vậy nhưng là sẽ bị phạt nặng câm miệng ta đã quyết định nếu như lại có một lần ngươi là có thể rời đi cao động sự lần này sai lầm sẽ khiến cho ngươi cái này hàng năm phân công thanh linh mà ngươi bối động sự, ta đối với ngươi lần này rất hài lòng. Trịnh Hoa Long đột nhiên tăng cao tiếng nói, trong giọng nói có loại hàng ý, để vừa như nói chút gì cao động sự trong nháy mắt liền đem muốn nói mạnh mẽ nín trở lại. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Trịnh Hoa Long dừng lại một chút thản nhiên nói. Mọi người đột nhiên đều yên tĩnh lại, cúi đầu nhìn mặt bàn, không có ai lại tiếp tục lên tiếng. Rất tốt, tan hợp. Trịnh Hoa Long nhất vung tay lên tuyên bố tan họp, mọi người dồn dập đứng dậy quay về Trịnh Hoa Long Cúc cung, sau đó lui ra thông thiên các phòng họp. Vừa vừa ra phòng họp, những này đổng sự môn vừa cầu khẩn nhiều lần thái độ liền toàn bộ chuyển biến thành cao cao tại thượng dáng vẻ. Bối động sự, ngươi đây là có ý gì? Cao động sự cái thứ nhất đối với Bối hiểu chuyện làm khó dễ, vừa ở trong phòng họp, chính là vị này Bối đem Cao động sự làm vô cùng thật mất mặt. Ha ha có vấn đề ta đương nhiên muốn vạch ra, ngươi còn muốn giấu giếm phải không? Bối động sự hoàn toàn không có nhân vì chính mình tuổi trẻ mà đối với hắn người khác khiêm tốn, trái lại không chút khách khí. Ta xem chính là ngươi dở trò. Bị đối phương vừa nói như thế, cao động sự tức giận sắc mặt đều thay đổi, hắn cảm thấy việc này rất khả năng chính là trước mắt cái này cao động sự làm ra. Theo ngươi nói thế nào đi, ngươi cũng có thể cùng hoa tổng đi cáo ta hình bối động sự rất không đáng kể dáng vẻ ngữ khí ôn hòa nói rằng sau đó cũng mặc kệ cao động sự tự mình tự rời đi việc này cũng không xong cao động sự nhìn bối động sự rời đi phương nói với tàn bạo mà sớm muộn cũng có một ngày hắn phải tìm được chứng cứ ở thông thiên các bên trong phòng họp liền còn lại như trước ngồi ở trên ghế xoay trịnh hoa long cùng trạm sau lưng hắn trịnh bân hai người trịnh bân từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào ở trước mặt phụ thân Trịnh Bân đã hoàn toàn đem chính mình thu lại lên. Được rồi, Nhi Tử, nên người theo ta báo cáo, báo cáo. Trịnh Hoa Long chuyển qua cái ghế nhìn Trịnh Bân, đổi một bộ rất dễ dàng vẽ mặt, cùng vừa mở hội thời điểm hoàn toàn khác nhau. Bởi vì không quá thích ứng trường học học tập hoàn cảnh, vì lẽ đó tạm thời từ trong trường học đi ra, đã cùng hiệu trưởng xin phép qua. Khoảng thời gian này vẫn chờ ở tập đoàn bên trong theo một ít các tiền bối học tập quản lý kinh nghiệm học làm tài vụ cùng xem báo cáo thiên vũ tập đoàn hợp tác ước định và số liệu chính là ở bối hiểu chuyện chỉ đạo hạ hoàn thành trịnh bân cũng sớm đã đem các loại lý do biên thiên y vô phùng hắn hiểu rất rõ phụ thân tính cách biết chuyện gì phụ thân sẽ tra chuyện gì phụ thân sẽ không tra vì lẽ đó tự mình nói ra những này phụ thân là nhất định sẽ tin tưởng ồ cái kia phân ước định là ngươi làm ta nói làm sao còn có chút lỗ thủng Hóa ra là ngươi làm, ngươi lần thứ nhất có thể làm được như vậy đã rất tốt. Trịnh Hoa Long vừa nghe này ước định là con trai của chính mình làm, Long mày vừa nhất có chút bất ngờ, vừa xem ước định tuy rằng làm rất tỉ mỉ, thế nhưng có vài nơi lỗ thủng, vốn là muốn chính mình một lần nữa ước định một thoáng, không nghĩ tới dĩ nhiên là con trai của chính mình hoàn thành, lập tức dành cho biểu dương, lần thứ nhất có thể làm thành như vậy đã rất không dễ dàng. Nơi nào? đều là phụ thân ngài còn có bối động sự đối với sự chỉ điểm của ta mới làm được. Trịnh Bân rất khiêm tốn nói rằng, ta nhớ tới cái kia bối động sự là ngươi đề cử chứ. Xem ra ngươi ánh mắt không sai, ta cảm thấy hắn năng lực làm việc rất mạnh. Nếu như vậy, cái kia thiên vũ sự tình liền giao cho ngươi cùng hắn đến xử lý đi, ta liền không nhúng tay vào trịnh hoa long gật gù, xem ra hắn đối với vừa tuổi trẻ hiểu chuyện ấn tượng rất sâu. Là, ta cũng cảm thấy hắn năng lực rất mạnh trịnh bân gật gù nói đến nhi tử ngươi ngồi lại đây ta có một số việc muốn nói với ngươi trịnh hoa long có chút trịnh trọng nói với trịnh bân sau đó vỗ vỗ bàn ra hiệu trịnh bân ngồi ở bên cạnh hắn trịnh bân quy cũng ngồi xuống sau đó nhìn phụ thân chờ đợi phụ thân lời kế tiếp nhi tử a à, ngươi cũng không nhỏ sau này chính là ngươi ngón tay giữa vung toàn bộ tập đoàn tiếp nhận chức vị của ta. Thế nhưng điều này cũng có tiền đề, vậy thì là ngươi có thể đạt đến điều kiện của ta, không xem qua trước xem ra ngươi làm rất tốt, vì lẽ đó ta muốn sớm nói cho ngươi một ít chuyện, vậy thì là liên quan với phong đằng chân thật nhất lịch sử. Ta đem sẽ nói cho ngươi biết ta chuyện của quá khứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Hoa đằng chi lông, hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 62 Hoa đằng chi lông, hạ, Ngươi biết hoa đằng là làm sao xây dựng lên đến sao? Trịnh Hoa Long đầu tiên hỏi ra cái vấn đề này. Biết, hoa đằng tiền thân là một gian hiệu đổi tiền, ở dân quốc thời kỳ cũng đã tồn tại, vẫn do một cái họ hộ lão tiên sinh kinh doanh. Sau đó hiệu đổi tiền dần dần suy sụp, bị ngay lúc đó một cái nhà kho ông chủ mua lại, thay tên vì là Hoa Đông Ngân Cục. Sau đó nhà kho ông chủ nhân chết bệnh thế, toàn bộ nhà kho cùng sản nghiệp liền giao cho một cái họ trịnh quản gia. Trải qua hắn quản lý cùng phát triển, sản nghiệp càng làm càng lớn, chậm rãi phát triển mỗi cái ngành nghề nghiệp vụ, sau đó liền vẫn truyền thừa một thoáng, ở thứ hai người thừa kế, cũng chính là gia gia kế thừa những này sản nghiệp thời điểm, mới đem hết thảy sản nghiệp sắp nhập ở cùng nhau, thay tên hoa đằng làm việc cục, không lâu sau đó chính thức định danh vì là Hoa Đằng tập đoàn, thành lập công ty cho tới hôm nay. Liên quan với Hoa Đằng khởi đầu lịch sử Trịnh Bân há mồm liền đến, bởi vì hắn có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu tiến hành rồi giải, ngoại trừ phụ thân nói cho hắn ở ngoài, những tập đoàn đó bên trong người cũng không chỉ một lần với hắn giảng những thứ đồ này, vì lẽ đó lâu dần liền thuộc nằm lòng. Nhìn thấy phụ thân dĩ nhiên hỏi hắn vấn đề đơn giản như vậy, Trịnh Bân trong lòng không cảm thấy hết sức ngạc nhiên sau đó rất nhường nhuyễn cổng đi ra. Rất tốt cố sự đúng không? Mỗi người đúng đúng này tin tưởng không nghi ngờ. Trịnh Hoa Long đầu tiên là thỏa mãn gật gật đầu, Nhưng con trai của vì chính mình đem những thứ đồ này nhớ tới rất rõ ràng, phải nói chỉ cần là tiếng vào hoa đăng người đều muốn trước hết hiểu rõ này bộ phận xí nghiệp văn hóa. Thế nhưng đón lấy câu nói này liền để Trịnh Bân có chút không sờ tới đầu óc, hắn không hiểu tại sao phụ thân sẽ nói như vậy. Cố sự, cái này chẳng lẽ không phải chân thực lịch sử sao ở hoa đằng bên trong trong đại sảnh còn mang theo không ít năm đó hình cũ biểu hiện hoa đằng từ quá đi từng bước từng bước đi tới lịch trình cũng thể hiện ra hoa đằng lâu đời lịch sử cùng phong phú xí nghiệp văn hóa thế nhưng như thế chân thực đồ vật làm sao đến trịnh hoa long trong miệng liền có gì đó không đúng đây chính là ngày hôm nay ta đem phải nói cho ngươi đồ vật ngươi biết cái gọi là hoa đằng lịch sử toàn bộ đều là ý làm ra đến bất kể là những cũ kỹ đó bức ảnh, báo chí vẫn là những vật khác, toàn bộ đều là giả. Trịnh Hoa Long câu nói này may là chỉ là đối với Trịnh Bân một người nói, nếu như lời này ở vừa trong hội nghị đi ra, nhất định sẽ làm cho đang ngồi mấy cái đổng sự cực kỳ khiếp sợ. Từ bọn họ gia nhập Hoa Đằng tới nay, cũng đã vững vàng nhớ kỹ đoạn lịch sử này, mà cũng chính là đoạn lịch sử này, để vô số người kính ngưỡng, cũng làm cho Hoa Đằng người cảm thấy kiêu ngạo. Mà hôm nay, thân là hoa đằng chủ tịch, vị này hoa đằng người trưởng đại nhưng chính mồm phủ định đoạn lịch sử này, hơn nữa còn thừa nhận tất cả, đều là lập đi ra, nếu như này nếu như truyền đi nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Trịnh Bân không trò chuyện, cho dù giờ khắc này trong lòng hắn như vậy không bình tĩnh. Hắn lặng lặng mà chờ đợi cha của chính mình tự nói với mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn có linh cảm, đón lấy hắn muốn nghe đến sự tình nhất định không đơn giản. Hoa Đằng cũng không có nhiều năm như vậy lịch sử, tương tự cũng không tồn tại cái gì Hoa Đông Ngân cục hoặc là cái gì hiệu đổi tiền. Ta chính là Hoa Đằng người thứ nhất chủ tịch, Hoa Đằng cũng là do ta một người một tay xây dựng lên đến, là dựa vào Hắc đạo chống đỡ cùng tài chính bắt đầu phát triển. Trịnh Hoa Long bắt đầu tự thuật câu thứ nhất liền đem Hắc đạo chuyện này nói ra. Hắc đạo? Lẽ nào phụ thân ngài trước đây? Thông qua Trịnh Hoa Long, Trịnh Bân trong lòng xuất hiện một cái suy đoán chẳng lẽ phụ thân trước đây vẫn là trà trộn người của hắc đạo? Không sai, ta đã từng chính là hắc đạo trung một phần tử, nhưng này cũng là được sinh hoạt bức bách, bất đắc dĩ mới gia nhập. Bất quá không thể không nói, hắc đạo sinh hoạt dành cho ta rất nhiều, để ta học được những ở đó bình thường xã hội trung học không tới đồ vật, mà những thứ đó nhưng là có thể khiến người ta ở cảnh khốn khó cùng trong hỗn loạn dết ra khỏi trùng vây. Trịnh Hoa Long gật đầu đối với Trịnh Bân thừa nhận chính mình hắc đạo bối cảnh. Ngài ngày hôm nay nói với ta những này mục đích chỉ là để ta biết ngài bối cảnh hoặc là hoa đằng chân chính lịch sử sao. Trịnh Bân giờ khắc này cảm thấy khó mà tin nổi, phụ thân của trước mắt từ chính mình có ký ức bắt đầu, chính là một cái rất cao lớn chính nghĩa hình tượng, cứ việc phụ thân là một cái tàn nhẫn cứng trắng người, thế nhưng hắn cũng chẳng qua là cảm thấy đây là phụ thân quản lý tập đoàn thủ đoạn, căn bản không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên là hắc đạo bối cảnh. Thế nhưng hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, tại sao phụ thân muốn ngày hôm nay đem những chuyện này tự nói với mình chỉ là vì để cho tự mình biết tình huống chân thực sao nhưng là tại sao sớm không nói muộn không nói một mực vào lúc này tự nói với mình đây chẳng lẽ còn có cái gì những chuyện khác đây chỉ là ta ngày hôm nay muốn nói với ngươi mới đầu chân chính cần ngươi đi nhớ cho kỹ còn ở phía sau trịnh hoa long cũng không có bởi vì trịnh bân hỏi như vậy mà không cao hứng mà là khẽ cười cười bắt đầu nói về cái kia đoạn quá đi ta từ nhỏ đã sinh ra ở khu dân nghèo, trong nhà rất nghèo, cha mẹ không có công tác, chỉ có thể kiếm trách nát, kháo hơi mỏng thu vào chống đỡ toàn bộ gia đình. Thế nhưng có một ngày trong nhà phát sinh hỏa hoạn, hỏa rất lớn rất hung, cha của ta đem ta ôm sau khi đi ra lại quay lại đi mẫu thân của cứu ta, sau khi hai người bọn họ liền cũng lại cũng không có đi ra, bị vô tình đại hỏa thôn vệ. Không nhà để về ta, chỉ có thể lựa chọn lang thang đầu đường, kháo ăn xin xin cơm kéo dài hơi tàn sống sót. Trịnh Bân chưa từng có nghĩ tới cha của chính mình đã từng sinh hoạt như thế khổ, hắn từ lúc vừa ra đời chính là ngậm lấy chìa khóa vàng đi ra, từ nhỏ đến lớn đều hưởng thụ cao cấp nhất vật chất hưởng thụ, từ không thiếu tiền, vì lẽ đó hắn không biết loại kia ăn không đủ no cơm cảm giác, tự nhiên cũng lĩnh hội không tới phụ thân ngay lúc đó gian khổ. Vốn là ta coi chính mình sẽ một ngày kia liền chết đói ở đầu đường thời điểm, ta gặp phải một người, là hắn cho ta ăn cho ta nơi ở đồng thời thu nhận giúp đỡ ta hắn chính là lúc đó hắc đạo một cái đầu mục chưởng quản một cái không nhỏ thế lực người đàn ông kia thủ đoạn cứng rắn làm việc quả đoán trở thành ta lúc đó sùng bái người vì lẽ đó ta lựa chọn theo hắn vì hắn bán mạng từ từ thế lực của chúng ta càng lúc càng lớn bởi vì ta trung tâm cũng đạt được người đàn ông kia coi trọng vốn là coi như ta nghĩ có một ngày người đàn ông này sẽ mang theo chúng ta trở thành một phương cự kình thời điểm hắn nhưng lùi bước thỏa hiệp muốn an nhàn vượt qua quãng đời còn lại ta rất thất vọng cũng rất tức giận ở trong lòng ta người đàn ông kia cao to hình tượng hoàn toàn đổ nát ta không nghĩ tới nguyên bản cường ngạnh như vậy người dĩ nhiên cũng có như thế mềm yếu một ngày không cường ngạnh sẽ bị người đạp lên lùi bước chỉ có thể để cho kẻ địch đi tới không ai sẽ chân chính bố thí ngươi đồng tình ngươi đây chính là hiện thực muốn người khác sợ hãi ngươi tôn kính ngươi nhất định phải để cho mình trở nên lãnh huyết trở nên mạnh mẽ trịnh hoa long trong đôi mắt hàng mang phun trào hắn đối với cái này vô tình xã hội lĩnh hội quá sâu sắc ở nhà cháy thời điểm không có một người trước đến giúp đỡ ở hắn lang thang đầu đường thời điểm ăn xin bị khinh bỉ bị đá đánh trịnh hoa long khi đó liền rõ ràng muốn người khác đi kính nể ngươi liền muốn đi để cho mình trở nên mạnh mẽ trở nên đủ để đạp lên bất luận người nào sau đó hắn gặp phải người đàn ông kia, trái tim của hắn bị thật sâu hấp dẫn, hắn cảm thấy người đàn ông kia trên người tản mát ra khí tràn chính là hắn theo đuổi, liền hắn vì hắn bán mạng, làm hắn phụ tá đắc lực, chính là hy vọng có một ngày ở người đàn ông này dẫn dắt đi chính mình cũng có thể nổi bật hơn mọi người. Nhưng là hắn phát hiện hắn sai rồi, người đàn ông này sắc bén chậm rãi bị sang bằng, thủ đoạn cứng rắn cũng chậm chậm hóa thành thỏa hiệp cùng nhượng bộ, hắn rất thất vọng, hắn cảm giác mình đã nhìn lầm người hắn không xứng để ta vì hắn bán mạng thậm chí ngay cả một cái không bằng thế lực của hắn hắn cũng không dám đi chiếm đoạt liền ở đối phương vứt cho ta cành ô liêu đồng ý ta địa vị tình huống hạ ta lựa chọn làm phản ta không một chút nào hối hận đây chính là nhược nhục cường thực pháp tắc sinh tồn không có ai tình coi như ta không động tay cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người thay thế ta động thủ ta muốn cho người đàn ông này biết đây chính là mềm yếu kết cục Vậy thì là trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ta cho hắn cơm bên trong rơi xuống độc dược mạng tính, này sẽ từ từ phá đổ thân thể của hắn, hỗn loạn tinh thần của hắn, ta kể cả cái khác một ít cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người, ở dự mưu hạ làm phản. Sau đó ta liền đi tới đối phương thế lực, bọn họ ủng hộ ta, dành cho ta nhân viên cùng tiền tài, ta liền như vậy thành lập hoa đăng. Người đàn ông kia cuối cùng vẫn là chết, đây là ta cho hắn giáo huấn, ta muốn cho hắn biết hắn đi tới một cái sai lầm con đường vì lẽ đó liền muốn vì là sai lầm trả giá thật lớn vốn là ta vẫn là có ý định cuối cùng liếc hắn một cái dù sao hắn cũng là ta ân nhân nhưng đáng tiếc con trai của hắn đối với ta hận thấu xương vì lẽ đó ta chỉ có thể bỏ ý niệm này đi trịnh hoa long đang giảng giải chính mình làm phản thời điểm không chút nào bất kỳ hổ thẹn ở hắn tư tưởng bên trong hắn cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì hắn chỉ là ở tuần hoàn chính mình tin phụng đồ vật Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 63 Thoát thai hoán cốt, thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 63 Thoát thai hoán cốt, thượng Ngươi biết vì sao phong đằng lão cùng chúng ta hoa đằng đối nghịch sao? Trịnh Hoa Long đối với đã có chút nghe một trịnh bân hỏi, bởi vì bọn họ muốn từ trên người chúng ta thu được lợi nhuận, bởi vì chúng ta phân đến to lớn nhất bánh gato. tô. Trịnh Bân còn vắng lặng ở phụ thân giảng giải cố sự bên trong, không có cẩn thận lĩnh hội phụ thân vấn đề trung để lộ ra đến hàm nghĩa là, chỉ là đem trước kia phần lớn người ý nghĩ trôi chảy nói ra. Ngươi hoàn toàn sai rồi, phong đằng sở dĩ khắp nơi đối địch với hoa đằng, không phải là bởi vì chúng ta chiếm bọn họ lợi nhuận, mà là vì báo thù. Trịnh Hoa Long lắc đầu một cái nói báo thù. Trịnh Bân này mới phục hồi tinh thần lại, không hiểu hỏi. Không sai, chính là báo thù. Bởi vì đã từng bị ta coi là thần người đàn ông kia, chính là Phong Đằng đương nhiệm tổng giám đốc, phụ thân của Kiều Phong. Phong Đằng đối với chúng ta thái độ này, hoàn toàn do với Kiều Phong dự định hướng về ta báo thù trong lòng. Đương nhiên lý do này nói vậy cũng chỉ có mấy người biết, chuyện như vậy Kiều Phong cũng sẽ không tùy tiện nói, vì lẽ đó theo người ngoài, Phong đằng cùng Hoa đằng Minh Tranh ám đấu đều là bởi vì thương mại cạnh tranh. Trịnh Hoa Long nói ra phong đằng cùng Hoa đằng quan hệ căng thẳng nguyên nhân thực sự chính là hai cái tập đoàn cao nhất người chỉ huy trong lúc đó cừu hận. Cái kia Phong đằng tổng giám đốc, Kiều Phong. Cha của hắn chính là ngài ngưỡng mộ người kia. Trịnh Bân giác đến đầu óc của chính mình có chút hỗn loạn, đổi làm ai nghe được tin tức này đều sẽ cảm thấy trong lúc nhất thời không có cách nào làm rõ dòng suy nghĩ trịnh bân đột nhiên cảm giác thế giới này thực sự là quá nhỏ không nghĩ tới sự tình nhân quả dĩ nhiên liên hệ như vậy chặt chẽ đúng lúc trước ta thành lập hoa đằng cũng không lâu lắm phụ thân hắn liền qua đời lúc đó bởi thế lực của hắn đã xuống dốc vì lẽ đó không có tư bản hướng về ta báo thù không qua đi đến hắn không biết nơi nào đến tài chính thành lập phong đằng tập đoàn từ thành lập tập đoàn bắt đầu kiều phong mục đích liền rất đơn giản hắn muốn phá đổ ta kiều phong người này đầu óc không đơn giản, có thể ở trong vòng mấy năm chậm rãi đuổi theo hoa đằng bước chân, đủ để thể hiện ra hắn mưu lược, rất đáng tiếc, hắn quá quật, không chỉ có vứt bỏ tên của chính mình, hơn nữa liền một đứa bé đều không có. Tuy rằng Trịnh Hoa Long đối với Kiều Phong trong thời gian ngắn bên trong có thể đạt được lớn như vậy thành tích thật bất ngờ, thế nhưng hiển nhiên đối với Kiều Phong đánh giá không cao lắm. Vứt bỏ tên của chính mình. Nếu như nói không muốn hại tử Trịnh Bân miễn cưỡng có thể lý giải, kia vứt bỏ tên hắn nhưng là lý giải không được. Không sai, hắn bản danh gọi Kiều Dược, cha của hắn gọi Kiều Phong, từ khi phụ thân hắn chết rồi, hắn liền vứt bỏ chính mình tên trước kia, cùng phụ thân hắn cùng tên, đại khái là muốn thay thế thế phụ thân hắn, để ta hủy ở hắn Kiều Phong trong tay đi. Trịnh Hoa Long lắc đầu một cái, đối với loại này ngu xuẩn cách làm có chút xem thường. Hừ, hắn nghĩ tới đến đẹp, muốn phá hủy hoa đằng, cũng không sợ hắn vọt đến đầu lưỡi. Trịnh Bân tính cách đúng là cùng Trịnh Hoa Long mấy phần tương tự, vậy thì là tự mình chí thượng. Đây chính là vì cái gì Trịnh Bân đang nghe xong phụ thân nói những kinh nghiệm này thời điểm không có đối với phụ thân cách làm có mảy may không ủng hộ. Trịnh Bân tư duy bên trong, chỉ cần là đối với mình có chuyện lợi, liền nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đi làm, dù cho phản bội thậm chí tay tàn cha mẹ hắn cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Mọi người là ích kỷ, bất cứ lúc nào cũng không thể hy vọng người khác. Trịnh Bân từ nhỏ đã bị truyền vào điểm này, đồng thời vào ngày thường trong cuộc sống cũng lấy điểm này làm vì là cuộc đời của chính mình triết lý. Ta cũng không lo lắng hắn có thể đem hoa đằng đẩy đổ, ở trong mắt ta hắn vẫn không có thực lực như vậy. Ta lo lắng chính là hắn sẽ ở gần nhất mấy năm qua bên trong có hành động lớn gì, căn cứ chúng ta ở phong đằng bên trong gián điệp báo cáo, Kiều Phong thân thể gần đây không phải rất tốt, ta phỏng chừng hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Như Kiều Phong người như vậy, nếu như biết mình thời gian không hơn nhiều, nhất định sẽ buông tay một kích, làm ra cái gì tổn nhân bất lợi kỹ sự tình, ta không hy vọng lại cuối cùng thời điểm còn bị hắn cắn một cái. Phong đằng cuối cùng nhất định sẽ bị ta chiếm đoạt, lại như năm đó ta chiếm đoạt phụ thân hắn như vậy, ta vẫn không có đồng thủ với hắn, không phải là bởi vì ta không dám động, hơn nữa ta đã nghĩ nói cho hắn, hắn là cỡ nào nhỏ bé, không tự lượng sức hậu quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Trịnh Hoa Long có loại bể nghệ tất cả thô bạo, hắn cũng sớm đã đem phong đằng xem thành tương lai hoa đằng một cái thuộc hạ, loại này mặc ngươi ngàn kích vạn đánh ta tự vị nhưng bất động khí phách còn không có mấy người người có. Phụ thân, ngài cần ta làm thế nào liền nói? Trịnh bân đầu óc không ngu ngốc, nếu ngày hôm nay phụ thân nói với tự mình những câu nói này, liền nhất định có phụ thân dụng ý. Chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi chính là tương lai hoa đằng người nối nghiệp. Hoa Đằng là tâm huyết của ta, ta không hy vọng hắn hủy ở trong tay ngươi. Tuy rằng ta chỉ có con trai của một mình ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta có thể cho phép ngươi cho Hoa Đằng mông tu. Ngươi nhất định phải đạt đến yêu cầu của ta, ta mới sẽ làm ngươi ngồi vào vị trí của ta bây giờ. Ngươi nên hiểu rõ ta phương thức làm việc. Trịnh Hoa Long ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, cùng trước đó đối với Trịnh Bân ngữ khí tuyệt nhiên không giống. Trịnh Hoa Long chính là một người như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì tình thân hoặc là tình bạn trở ngại lợi ích của chính mình nếu như trịnh bân không đạt tới yêu cầu của chính mình như vậy trịnh hoa long liền tuyệt đối sẽ không đem hoa đằng quyền lực giao cho trịnh bân nếu như trịnh bân làm ra cái gì bị hư hỏng hoa đằng sự tình như vậy đồng dạng trịnh hoa long cũng sẽ không nương tay ta rõ ràng phụ thân hy vọng ta làm thế nào ta sẽ đi làm thế nào lấy đạt đến yêu cầu của ngài trịnh bân hiểu rất rõ cha của chính mình từ nhỏ đã ở phụ thân ngôn hành cử chỉ trung chịu ảnh hưởng nếu như trịnh bân có một ngày bội phản hoa đằng như vậy trịnh hoa long sẽ không chút do dự giết chết hắn con trai ruột điểm ấy trịnh bân tin tưởng không nghi ngờ bắt đầu từ hôm nay ngươi liền muốn đi theo người khác nhau tỉ mỉ hiểu rõ tập đoàn hoạt động ta cũng sẽ đối với ngươi tiến hành chỉ điểm đây là làm năng lực quản lý phương diện đối với tâm trí của ngươi ta cũng tương tự có yêu cầu ta vẫn cho rằng càng ở hỗn loạn điều kiện hạ mới có thể mài dũa ra một cái không sợ tất cả người. Vì lẽ đó, ở ngươi hoàn thành bộ thứ nhất sau, ta sẽ đem ngươi hạ phóng tới tàn khốc nhất địa phương, chờ ngươi giống như người sau khi đi ra, là có thể chính thức tiếp quản hoa đằng. Trịnh Hoa Long đối với Trịnh Bân làm ra tương lai một quãng thời gian kế hoạch, hắn muốn chính thức bắt đầu mài dũa Trịnh Bân, mà thành tựu là Mỹ Ngọc, đạp đất vì là bảo, mà phế chính là các đá, theo gió tiêu tan. Là, ta à, rõ ràng. Trịnh Bân mặc dù biết phụ thân thử thách nhất định sẽ không đơn giản, thế nhưng vẫn là lập tức tràn ngập tự tin đồng ý, cái này thử thách hắn nhất định phải thông qua. Có tự tin là tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trịnh Hoa Long gật gù, hắn cũng rất xem trọng đứa con trai này, chỉ ít hiện nay mới thôi vẫn không có để hắn thất vọng quá. Trịnh Bân đối với phụ thân gật đầu một cái liền xoay người rời đi phòng họp, lưu lại Trịnh Hoa Long một người ngồi ở trống trải trong phòng họp hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, thấu quá to lớn cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài. Phòng họp thiết lập ở tầng chấp, cách xa mặt đất 300 mét cao bao nhiêu, từ nơi này xem mặt đất đều sẽ có loại cảm giác mê mang, xa xa kiến trúc cũng như cùng đậu hũ khối một kích cỡ tương đương. Trịnh Hoa Long liền như vậy nhìn chầm chầm xa xa, trong lòng hồi tưởng chính mình này cùng nhau đi tới, đứng ở như thế cao địa vị, nhìn thấy xa xa nhất phong cảnh. Có lúc Trịnh Hoa Long sẽ không hiểu ra sao hoài nghi mình, chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực là vì cái gì, chỉ là vì nổi bật hơn mọi người sao? Khả năng là người lão sẽ muốn chút vật kỳ quái, cũng khả năng là hắn hiện tại có thể chậm lại bước chân của chính mình, đi quay đầu lại nhìn chính mình đi qua đường. Trịnh Hoa Long thở dài một hơi, không suy nghĩ thêm nữa những này lung ta lung tung sự tình, hắn hiện tại cần phải làm là con trai của để cho mình tiếp thế vị trí của chính mình sau đó chính mình là có thể an độ tuổi già, rời xa phân tranh. Trịnh Bân đi ra phòng họp sau khi, theo thang máy xuống lầu, đi tới một gian trước phòng làm việc, cũng không gõ cửa liền đẩy cửa mà vào. Thiếu gia, ngài đã tới. Ngồi ở trước bàn làm việc thình lình chính là vừa ở tầng chấp trong phòng họp ra tận danh tiếng bối đổng sự, bất quá nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng động sự ở nhìn thấy Trịnh Bân sau khi nhưng lập tức đứng dậy rất cung kính đối với hắn cúi đầu không lưng. Hưng, ngươi vừa biểu hiện rất tốt, xem ra ta đề bạc ngươi đề bạc rất chính xác. Trịnh Bân rất tùy ý đi tới trước bàn làm việc, làm được bối động sự trước đó ngồi địa phương, mà bối động sự rất tự giác nhường ra vị trí đứng ở một bên. Tạ cảm ơn thiếu gia khích lệ, cứ như vậy, thiên vũ sự tình cùng lý vũ oánh chuyện bên đó là có thể lừa dối qua ải, ngô hơn chuyện của cha mẹ cũng có lý có thể tìm ra. Bối động sự cảm ơn Trịnh Bân sau bắt đầu báo cáo lên khoảng thời gian này ta có thể sẽ bị phụ thân lĩnh đi rèn luyện tập đoàn sự tình ngươi cho ta nhìn chăm chú được rồi phải từ từ đem đứng ở phụ thân bên kia mấy cái động sự cho ta kéo xuống trịnh bân hai chân tréo ngoảy nói rằng nghe ngài ta sẽ một chút đi làm đúng rồi thiếu gia căn cứ tay của chúng ta hạ báo cáo trương nha lăng ở về long thành trên đường xảy ra tai nạn xe cộ bối động sự lại nghĩ tới đến một chuyện mau mau báo cáo xảy ra tai nạn xe cộ ha ha thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được theo ta đối nghịch chính là kết cục này đi điều tra một chút sự sống chết của hắn hắn nếu như chết rồi cha mẹ hắn bên kia liền thả đi trịnh bân cười ha ha đối với nghe được tin tức này biểu thị thật cao hứng vâng bối động sự lên tiếng trả lời trịnh bân khóe miệng hơi dương lên trong lòng hắn có chính là chính mình bạn tính đợi được âm mưu của chính mình hết mức thực hiện được thời điểm chính là hắn vì chính mình lên ngôi thời điểm chương trình ủng hộ thương hiệu việc của tàng thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 64 thoát thai hoán cốt trung bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com chương 64 thoát thai hoán cốt trung mở hai mắt ra trương nha lăng vương người một cái hắn cảm giác mình đã đã lâu đã lâu không có ngủ quá thư thái như vậy như thế an ổn giác. Dùi dụi con mắt, Trương Nha Lăng nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện thiên tài vừa lượng, bên ngoài còn có chút sương mù. Hồi tưởng lại phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy, Trương Nha Lăng cảm giác dường như làm mộng giống như vậy, thế nhưng trước mắt tinh xảo phòng ngủ nói cho hắn tất cả những thứ này đều là thật sự. Đầu gối vị trí mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, cho dù trải qua đơn giản xử lý vẫn là trị ngọn không trị gốc muốn giải quyết đầu gối vấn đề nhất định phải thông qua giải phẫu đến trị liệu hôm qua đã nghe kiều phong nói hôm nay sẽ xử lý hắn đầu gối vấn đề vì lẽ đó trương nha lăng có vẻ cũng khá là hưng phấn lấy kiều phong năng lực nói vậy nên để đầu gối của hắn đạt được tốt nhất trị liệu trương nha lăng cảm thấy giường thực sự là quá thoải mái liền không có lập tức lên mà là lại nằm trên giường một hồi sắc trời bên ngoài chậm rãi lượn lên, vụ cũng chậm chậm tiêu tan, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm. Chào ngài Trương Tiên Sinh, xin hỏi ngài lên sao? Phong tổng để ngài một lúc quá đi. Từ viện thanh âm ngọt ngào từ ngoài cửa phiêu vào, người nói âm thanh rất nhẹ, thật giống không muốn đánh quấy nhiễu đến Trương Nha Lăng. Ồ, nha! Lên! Lên! Trương Nha Lăng bị đột nhiên tiếng gõ cửa cùng tiếng nói chuyện giật mình, mau mau khái nói lắp ba nói rằng ta có thể đi vào sao nơi này có y phục của ngài cùng bữa sáng nghe được trương nha lăng đáp lại từ viện nói tiếp à à chờ một chút trương nha lăng vừa nghe từ viện muốn đi vào vội vàng đem chăn đều sửa lại đem lộ ở bên ngoài chân nắm tiếng trong mình sau đó khỏe mạnh sửa sang lại có chút loạn tóc xoa xoa còn có chút không mở mắt ra thuận tiện đem giữ mắt biến mất các loại chờ trương nha lăng cảm giác mình gần như thời điểm mới đúng ngoài cửa từ viện nói rằng có thể có thể đi vào trương nha lăng có vẻ hơi căng thẳng quấy rối ngài từ viện ăn mặc một thân có chút nhàn nhã trang phục đẩy một chiếc xe nhỏ đi vào ngày hôm nay từ viện có vẻ rồi cùng ngày hôm qua không giống nhau không có xuyên chính thức đồng phục làm việc giả mà là mặc vào một bộ khá là chính thức thường phục xem ra lại như ở nhà thiếu nữ xe trên cao nhất là dùng ngân bộ đồ ăn trang phục bữa sáng tầng dưới thả nhưng là quần áo cảm tạ trương nha lăng nhìn từ viện đem phong phú bữa sáng đẩy lên bên cạnh hắn liền thanh cảm tạ bữa sáng rất phong phú chỉ là nhìn qua liền vô cùng tinh xảo có một chén nhỏ không biết là trứng gà cao vẫn là đậu hũ não đồ vật có một chén sữa đậu nành có một bàn khảo bồi rễ còn có một mảnh bánh mì cùng một cái bánh tiêu đồ vật tuy rằng rất phổ thông thế nhưng làm đều rất tinh xảo, chứa ở làm bằng bạc bộ đồ ăn bên trong có vẻ rất xa hoa. Bữa sáng bay ra mùi thơm và đẹp để phẩm nhường cho Trương Nha lăn nước bọt không ngừng mà phân bố, cái bụng cũng có chút ụt ụt gọi. Đều nói rồi, ngài không cần khách khí như thế, đây là phong tổng để ta chuẩn bị cho ngài bữa sáng, có bồi rễ, đậu hũ não, bánh quẩy, bánh mì, sữa đậu nành, đều là vừa làm tốt đẹp. Phía dưới là y phục của ngài, ngài có thể đổi, xin hỏi cần ta hỗ trợ ở đây bồi ngài sao? Từ viện đơn giản giới thiệu một chút bữa sáng, ngữ khí vô cùng tôn kính. Không. Không cần, chính ta có thể. Trương Nha Lăng xuất hiện ở trong lòng khó chịu phá hủy, từ viện một cái một cái ngài để Trương Nha Lăng có chút thật không tiện, hơn nữa Trương Nha Lăng vẫn chưa rời giường, liền như vậy nằm ở trên giường bị một nữ tính nhìn hắn cảm thấy rất lúng túng. Lại nói, từ viện tướng mạo vẫn tính là không sai, ở trước mặt nàng trương nha lăng cũng không muốn ra cái gì xấu sáng sớm trương nha lăng thân thể đã phát sinh một chút phản ứng trương nha lăng mặt đã có chút đỏ lên bên tai có chút tỏa nhiệt nhìn từ viện lui ra gian phòng trương nha lăng rốt cục thở phào nhẹ nhõm hắn bây giờ còn có chút không thích ứng cuộc sống như thế bởi vì này cùng hắn từ trước quá tháng ngày thực sự kém nhau quá nhiều trong thời gian ngắn vẫn là chuyển không tới bất quá hắn hiện tại cái bụng là thật đói bụng đã hơn một ngày không làm sao ăn đồ ăn, liền cũng không để ý cái gì ăn tương, dùng tay nắm lên bánh mì cuốn lấy bồi rễ liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên, đem xe đẩy thượng đồ ăn quét một cái sạch sành xanh. Sau khi ăn xong, Trương Nha Lăng đánh một ở no nê, dùng tay vỗ vỗ chính mình ngực, vừa ăn quá mau có chút nghẹn đến. Nóng hổi ngon miệng đồ ăn ăn được trong dạ dày mang cho Trương Nha Lăng một dòng nước ấm, người thật giống như lập tức phấn chấn lên. Cầm lấy xe đẩy thượng thả quần áo, Áo là một cái màu xám bạc áo bố, thợ khéo vô cùng cẩn thận, vải vóc xem ra cũng rất tốt. Quần nhưng là một cái rộng lớn điều hình hoa văn bệnh phục, xem ra là một lúc vì xem đầu gối mà chuẩn bị. Trương Nha Lăng mặc quần áo tử tế, quần nhưng là phế bỏ thật lớn kính mới mặc vào, sau khi mặc tử tế, Trương Nha Lăng theo vang lên linh kêu gọi từ viện. Từ viện xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đổi chính thức màu đen đồng phục làm việc, xem ra lại là khác một phen phong độ đồng thời tùy tùng từ viện đồng thời tới được còn có vài tên người hầu ở từ viện an bài xuống hai tên nằm tính người hầu đem trương nha lăng nâng lên đặc chế cán cứu thương mặt khác vài tên người hầu thì lại đẩy đi toa ăn bắt đầu quét tước gian phòng thu dọn giường chiếu tất cả ngay ngắn có thứ tự trương nha lăng ngồi ở đặc chế trên băng ca bị cẩn thận từng ly từng tí một nhất đến lầu một sau đó đổi xe đẩy do từ viện một người đẩy từ phụ thuộc đệ nhất đóng lâu đi ra đi tới lầu chính phương hướng ngày hôm nay khí trời rất tốt ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây lại như là giờ khắc này trương nha lăng tâm tình trải qua nhiều chuyện như vậy hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng vị trí tiến vào phong phủ lầu chính cũng chính là kiều phong chỗ ở trương nha lăng mới chính thức ý thức được phong phủ hạt nhân là hình dáng gì vốn là trương nha lăng cảm giác mình trụ phụ thuộc đệ nhất đóng lâu đã vô cùng xa hoa thế nhưng không nghĩ tới tiến tới đây vừa nhìn mới phát hiện nguyên lai cùng nơi này so với Chính mình nơi ở không đáng kể chút nào. Kiều Phong được đưa cho Trương Nha Lăng cảm giác chính là đại khí, rất phù hợp Kiều Phong phong độ. Lầu chính lầu một là một cái rất lớn phòng khách, lúc này ngoại trừ Kiều Phong ở ngoài, còn có bốn cái trên người mặc bạch đại quái nam tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon đang cùng với Kiều Phong nói chuyện, trong đó có một cái vẫn là người nước ngoài. Trung bá đang đứng ở Kiều Phong bên cạnh, nhìn thấy từ viện đẩy Trương Nha Lăng lại đây, liền ra hiệu mấy cái bác sĩ tạm thời đình chỉ cũng hô một tiếng phong tổng. Phong tổng, ta đã dựa theo phân phó của ngài đem trương tiên sinh mang đến, xin hỏi ngài còn có dặn dò gì? Ở Kiều Phong nghe thấy Trung Bá nhắc nhở nhìn sang sau khi, từ viện nói với Kiều Phong, sau đó chờ đợi Kiều Phong chỉ thị tiếp theo. Không sao rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc gọi ngươi. Kiều Phong khoát tay áo một cái ra hiệu từ viện đi ra ngoài trước, từ viện hơi cúc cung sau chậm rãi lùi ra. Trung bá đi tới đem Trương Nha Lăng đẩy lên kiều phong bên cạnh, ngày hôm nay kiều phong trải qua tu dưỡng đã khôi phục rất nhiều, sắc mặt cũng có chút hồng hào, không chút nào như ngày hôm qua như vậy suy yếu. Phong tổng, chào ngài, cảm tạ ngài, nơi này hết thảy đều rất tốt. Trương Nha Lăng nhìn thấy Kiều Phong sau chủ động thăm hỏi, bởi hắn không đứng lên nổi không cách nào cút cung, điều này có thể gật gù thay thế. Ha ha, ngươi yêu thích là tốt rồi, chúng ta cũng chớ nói nhảm tiến vào đề tài chính đi. Đến giới thiệu cho ngươi một thoáng, bốn vị này là phong đằng thuộc hạ phong lâm bệnh viện bốn vị viện trưởng, đều là nghiệp bên trong số một số hai hàng đầu chuyên gia, trong đó vị này trì viện trưởng cùng vị này tả ngươi mễ viện trưởng, phân biệt là trung y lĩnh vực người đứng đầu cùng Âu Châu nổi danh nhất ngoại khoa bác sĩ. Kiều Phong đối với Trương Nha Lăng giới thiệu bốn vị này thân phận của bác sĩ, trong đó hai vị bị điểm đến tên bác sĩ đối với Trương Nha Lăng gật đầu một cái. Phong Lâm Bệnh Viện, là phong đằng sáng lập bệnh viện tư nhân, liền dường như thiên vũ tập đoàn phía dưới trung tâm bệnh viện như thế, chỉ có điều phong lâm bệnh viện đẳng cấp muốn càng tốt hơn một chút. Phong lâm bên trong bệnh viện bộ mời mọc đều là trung ngoại mỗi cái lĩnh vực hàng đầu bác sĩ, đặc biệt là trước mắt bốn vị viện trưởng, bọn họ không chỉ có là hưởng dự giới bên trong danh y, đồng thời cũng là kiều phong tư nhân bác sĩ. Ngươi đầu gối vấn đề, liền do tạ ngươi mễ bác sĩ đến phụ trách hắn đối với khoa chỉnh hình nghiên cứu cũng vô cùng sâu sắc tạ ngươi mễ bác sĩ ngươi tới xem một chút đầu gối của hắn đi kiều phong đối với bốn người trung tên kia nước ngoài bác sĩ nói rằng được rồi tên này tạ ngươi mễ bác sĩ đi tới trung quốc đã rất nhiều năm bản thân liền tin thông tiếng trung nghe được kiều phong cho nhiệm vụ của hắn sau khi lập tức đứng dậy đi tới trương nha lăng bên người đem trương nha lăn ống quần vãng lên lộ ra bị thương đầu gối Hắn mở ra băng gạc sau khi trên đầu gối vết thương hiện ra ở mặt của mọi người trước, tuy rằng đầu gối trước đó đã bôi lên quá không ít tiêu độc nước thuốc, thế nhưng nghiêm trọng thương vẫn có thể rõ ràng nhìn ra. Là một tên kinh nghiệm vô cùng phong phú, danh dương Âu Châu ngoại khoa bác sĩ, tạ ngươi mễ bác sĩ quả nhiên cùng cái khác bác sĩ không giống nhau, hắn không có nói ra trước tiên cho Trương Nha Lăng làm chụp CT đến phân tích đầu gối thương thế, mà là vẹn vẹn dùng tay đơn giản nặng nặng đầu gối chu vi sau đó nhìn một chút trước đó từ trương nha lăng nơi đó đem ra lần trước giải phẫu báo cáo cũng đã đến ra đại khái kết luận vị này trương tiên sinh đầu gối tình huống theo ta trước đó dự tính gần như đều là xương bánh chè hai lần tổn thương còn có xương đùi nhỏ sai vị cùng với bộ phận cốt gân gãy vỡ tổng thể tới nói trương tiên sinh đầu gối hẳn là không thể lại chịu đựng chữa trị giải phẫu bởi vì hắn xương cốt hiện tại rất yếu đuối hơn nữa về khoảng cách thứ giải phẫu thời gian lại gần quá tạ ngươi mễ bác sĩ hơi hơi suy nghĩ một chút đem hắn hiện tại bước đầu chẩn đoán bệnh kết quả nói ra như vậy ngươi kiến nghị đây kiều phong nghe xong tạ ngươi mễ bác sĩ chẩn đoán bệnh sau khi dò hỏi hắn rất tin tưởng tạ ngươi mễ chuyên nghiệp năng lực vì lẽ đó cũng không có một chút nào hoài nghi vậy còn muốn xem kiều phong tiên sinh hy vọng trương tiên sinh đầu gối cuối cùng đạt tới trình độ nào khôi phục đây tạ ngươi mễ bởi người nước ngoài cố hữu quen thuộc vẫn xưng hô kiều phong làm đầu sinh mà không phải phong tổng điểm này cũng là kiều phong ngầm đồng ý cũng là duy nhất một cái ngầm đồng ý hoàn toàn khôi phục hơn nữa ta muốn thông qua giải phẫu phương pháp làm cho thẳng cột sống của hắn đồng thời tăng cường chiều cao của hắn kiều phong nói ra hắn hy vọng kết quả lúc này kiều phong hoàn toàn không có hỏi dò trương nha lăng cái nhìn mà là hoàn toàn mình làm ra quyết định bất quá trương nha lăng cũng rất thức thời không có sen mồm yên tĩnh nghe kiều phong cùng tạ ngươi mễ bác sĩ nói chuyện nghe được kiều phong yêu cầu tạ ngươi mễ rơi vào trầm mặc hắn cảm thấy đây là rất khó thực hiện sự tình nếu như ở bình thường gặp phải người bệnh như vậy để yêu cầu tạ ngươi mễ nhất định sẽ quả đoán nói cho đối phương biết không làm được thế nhưng đổi làm kiều phong tạ ngươi mễ có thể chiếm được cẩn thận ngẫm lại thời gian dài như vậy ở kiều phong bên người công tác hắn cũng biết kiều phong tính cách cùng tính khí Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 65 Thoát thai hoán cốt, hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 65 Thoát thai hoán cốt, hạ, làm cho thẳng cột sống, có thể dùng bên trong trí cố định cùng ngoại bộ làm cho thẳng kết hợp biện pháp đến, bất quá có nhất định thời kỳ dưỡng bệnh hơn nữa cần hai lần giải phẫu còn tăng cường thân cao có thể chọn dùng nối xương biện pháp thế nhưng xen vào trương tiên sinh xương cốt khả năng còn cần nhân tạo cốt lớp mà nhưng là đầu gối hoàn toàn khôi phục cái này cũng chỉ có thể thử xem nhân tạo tổ chức cấy ghép mới có thể không xem qua trước cũng không có lâm sàng mở rộng hơn nữa tỷ lệ thành công không cao trải qua một phen suy tư sau khi tạ ngươi mễ nói ra hắn phương án trị liệu chỉ là nghe tên liền có thể cảm giác được hết sức phức tạp, huống hồ cuối cùng còn thêm vào một câu tỷ lệ thành công không cao, có thể nói, những này đã trên căn bản thuộc về hiện nay tương đương mũi nhọn chữa bệnh kỹ thuật, nếu như không phải kiều phong, người bình thường là không thể có cơ hội trị liệu. Tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Kiều Phong hơi nheo mắt lại, xem ra hắn cũng hết sức quan tâm kết quả này. Nhiều nhất chỉ có thể khống chế ở 60% trên dưới, hơn nữa, những này trị liệu ngoại trừ tỷ lệ thành công ở ngoài còn muốn dựa vào thứ khác chính là trương tiên sinh ý chí lực bởi vì ở tổ chức cấy ghép giải phẫu thời điểm để bảo đảm tổ chức hoạt tính khả năng chỉ có chút ít thuốc mê cần chịu đựng to lớn thống khổ tạ ngươi mễ nói ra một cái không cao lắm tỷ lệ thành công đồng thời đưa ra còn cần có thể nhìn được to lớn thống khổ cái điều kiện này a à, cái này tỷ lệ thành công nhưng là không cao nếu như giải phẫu thất bại sẽ như thế nào Kiều Phong trầm tư một chút, đối với cái này tỷ lệ thành công không phải rất hài lòng, xuất phát từ một loại cân nhắc hắn cần phải biết xấu nhất độ khả thi. Nếu như giải phẫu thất bại, ngược lại là không có có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá này chân khẳng định là phế bỏ. Hơn nữa, giải phẫu bản thân liền là muốn đối với thân thể tạo thành tổn thương, dùng lại nói của các ngươi, chính là tổn thương nguyên khí, nếu như giải phẫu thất bại thế tất sẽ đối với thân thể cơ năng tạo thành ảnh hưởng tạ ngươi mễ đi tới Trung Quốc nhiều năm, cũng tiếp xúc bác đại tinh thâm Trung Y, vì lẽ đó cũng là biết nguyên khí cái từ này. Trì viện trưởng, người đối với Trung Y rất tinh thông, đối với giải phẫu tạo thành tổn thương có thể không kháo Trung Y thủ đoạn điều trị khôi phục đây. Kiều Phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng trì viện trưởng, cũng chính là trước đó giới thiệu vị kia Trung Y ngôi sao sáng. Ừm. Cái này thuốc đông y tác dụng là dưỡng kinh súc mạch, điều hòa âm dương, đối với trọng thương hoặc là giải phẫu, xác thực có thể sử dụng thuốc đông y điều trị thế nhưng thân thể chính là thiên địa chi thành thuận theo vạn vật chi tức cho dù điều trị cũng chung quy không cách nào làm được còn lấy nguyên khí bất quá xác thực không có đại ảnh hưởng vẫn là có thể làm được cái này trì viện trưởng tuổi tác đã tiếp cận thất tuần thêm vào quanh năm nghiên cứu y học cho nên nói chuyện đúng là có loại cổ đạo tiên phong ý tứ ngươi theo ta bảo đảm quá có thể chịu đựng to lớn thống khổ xuất hiện ở thủ thuật tỷ lệ thành công ngươi cũng nghe được, thất bại, ngươi đem sẽ trở thành tàn phế, bất quá cũng may mệnh vẫn có thể giữ được. Thủ thuật này đến cùng là làm, vẫn là không làm, ngươi hiện tại liền phải nói cho ta. Hỏi xong tạ ngươi mễ cùng trì bác sĩ, Kiều Phong cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng người trong cuộc trương nha lăng, hơn nữa trong ánh mắt mang theo một loại sắc bén, phản phất vẫn nhìn thấy trương nha lăng trong nội tâm. Đối với Kiều Phong tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào, nếu như trương nha lăng giải phẫu thất bại như vậy trương nha lăng đối với kiều phong liền một điểm giá trị đều không có kiều phong sẽ không chút do dự phế bỏ trương nha lăng tương tự nếu như trương nha lăng lựa chọn lùi bước từ chối giải phẫu kết quả cũng giống như vậy ta ta làm cắn răng một cái trương nha lăng vẫn là lựa chọn ra sức một kích ngược lại hắn hiện tại cái gì cũng vô dụng coi như thật sự thất bại đại không được lại trở về nguyên điểm đau tính là gì đối với trương nha lăng tới nói hắn về mặt tâm linh chịu đến thống đã sớm vượt quá thân thể của hắn được có phần này chí khí là được như vậy nếu như vậy tạ ngươi mễ bác sĩ xin mời ngươi đi sắp xếp giải phẫu đi cái khác mấy vị cũng sẽ hữu dụng đến các ngươi địa phương sẽ bất cứ lúc nào gọi các ngươi kiều phong rất hài lòng gật gật đầu chí ít cho tới bây giờ sự tiến triển của tình hình còn đều ở hắn kỳ vọng bên trong ta biết rồi chậm nhất 4 ngày sẽ chuẩn bị sẵn sàng, bất quá trước lúc này, còn cần trương tiên sinh đến bệnh viện làm tiếp một lần triệt để kiểm tra, có tỉ mỉ số liệu ta mới có thể bảo đảm giải phẫu tỷ lệ thành công. Tạ ngươi mễ bác sĩ gật đầu nói, này đối với hắn mà nói cũng là một cái khá là gian khổ nhiệm vụ. Mặt khác mấy cái viện trưởng cũng là dồn dập đứng dậy cùng Kiều Phong hỏi thăm sau rời đi, tuy rằng hôm nay tới bốn tên viện trưởng trung có ba tên ngày hôm nay hầu như đều không làm chuyện gì, thế nhưng bọn họ cũng không dám có cái gì lời oán hận, bọn họ đều là kiều phong thủ hạ, bất luận kiều phong khi nào nơi nào cần bọn họ, bọn họ đều phải lập tức đến. Chờ chờ các viện trưởng đều rời đi sau khi, trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại kiều phong, chung bá cùng trương nha lăng ba người, trương nha lăng vẫn còn đang suy tư liên quan với giải phẫu vấn đề, 60% tỷ lệ thành công cũng không cao lắm, một khi thất bại đối với hắn mà nói lại là một lần đã kích, hơn nữa hắn báo thù đường cũng đem im bạc đi còn đang suy nghĩ giải phẫu sự tình đầu gối giải phẫu chỉ là vừa mới bắt đầu ngươi hiện tại không chút khách khí nói chính là một cái hàng nhái dõm muốn để ngươi trở nên hoàng mỹ nhất định phải để ngươi lần nữa tiến vào lò lửa trung hòa tan tái tạo ngoại trừ vừa nhắc tới giải phẫu ở ngoài ngươi còn muốn làm một lần giải phẫu chỉnh hình hảo thay đổi dung mạo của ngươi mặt khác to to nhỏ nhỏ chữa trị giải phẫu khả năng cũng sẽ nương theo trong đó nói cách khác đầu gối giải phẫu chỉ là ngươi bước ra bước thứ nhất nếu như ngươi liền bước thứ nhất đều không bước ra đi như vậy đường phía sau ngươi liền không muốn đi đi rồi vì lẽ đó chuẩn bị cẩn thận một chút đi ngày mai sẽ sẽ đem ngươi đưa đến phong lâm trong bệnh viện tiến hành giải phẫu trước chuẩn bị ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn hết thảy đều mặc cho số phận nếu như ngươi thành công như vậy chính là ngươi thay hình đổi dạng thoát thai hoán cốt thời gian kiều phong vỗ vỗ trương nha lăng vai đem hắn từ suy nghĩ trung tỉnh lại sau đó nhìn trương nha lăng con mắt nói rằng Ta biết rồi. Trương Nha Lăng từ Kiều Phong trong đôi mắt nhìn thấy rất nhiều đồ vật, hiện tại hắn chính là tự chiến đến cùng, chỉ có thể đánh bạc một cái. Bởi Kiều Phong thân thể còn cần tu dưỡng, vì lẽ đó Trung Bá không bao lâu liền tìm cái lý do gọi từ viện đem Trương Nha Lăng đuổi về phụ thuộc một lâu đi tới. Phong tổng, ngài cảm thấy hắn có thể hoàn thành đầu gối giải phẫu sao? Trương Nha Lăng sau khi rời đi, Trung Bá có chút lo lắng hỏi Kiều Phong ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Kiều Phong không hề trả lời cái vấn đề này, mà là đem vấn đề một lần nữa giao cho Trung Bá. Cá nhân ta cảm thấy, ngài ở trên người hắn hạ công phu quá hơn nhiều, ngài chỉ là hy vọng có một cái giúp ngài hoàn thành báo thù chuyện này, thế nhưng cái này cũng là tỷ lệ thành công. Trương Nha Lăng từ trên xuống dưới ngoại trừ giống như ngài đối với hoa đằng có cừu hận ở ngoài, không còn gì khác bất kỳ ưu thế, vừa ngài cũng nghe thấy, đầu gối giải phẫu tỷ lệ thành công chỉ có 60% khoảng chừng, cũng không cao. Vạn nhất, liền vừa vặn va vào cái kia 40%, ngài nỗ lực cùng kế hoạch không phải uổng phí. Nếu ta nói, ngài còn không bằng một lần nữa xem xét ứng cử viên. Trung bá từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng Trương Nha Lăng, vì lẽ đó cho dù là hiện tại Kiều Phong muốn hắn nói ra cái nhìn của chính mình, hắn như trước là thái độ này. Có một số việc ngươi không hiểu, ứng cử viên của ta tạm thời chính là hắn, nếu như hắn đầu gối giải phẫu thất bại, vậy chỉ có thể nói trời muốn vong ta, ta cũng chỉ có tiếp tục chờ chờ, chỉ mong hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch của ta tiếp tục phát triển đi. Đúng rồi, có cái gì tân tin tức truyền tới sao? Kiều Phong lắc lắc đầu, hắn đối với ánh mắt của chính mình rất tự tin, hắn tin tưởng Trương Nha Lăng chính là hắn muốn tìm người kia. Phong Tổng, Trịnh Hoa Long hôm qua trở về, hơn nữa hoa đằng gần nhất thật giống cùng thiên vũ tập đoàn có tiếp xúc, bởi trịnh hoa long sau khi trở về đối với nhân viên trưởng không càng cẩn thận, bằng vào chúng ta ở hoa đằng bên trong gián điệp không có được tin tức hữu dụng gì. Trung bá đem trịnh hoa long trở về tin tức nói cho Kiều Phong, xem ra không chỉ có hoa đằng ở Kiều Phong bên này có nội gian, Kiều Phong ở hoa đằng bên trong cũng tương tự cắm cơ sở ngầm. Trở về cũng được, tỉnh ta còn muốn đi tìm hắn. Ta giao cho ngươi làm chuyện này làm thế nào rồi tai nạn xe cộ sự tình đã xử lý xong ta đã thông báo tòa soạn báo đưa tin lần này sự cố tin tức làm rượu giá điển hình đưa tin trung đã dựa theo trương nha lăng tử vong đến xử lý còn cảnh sát giao thông đội bên kia chúng ta cũng nhét vào tiền còn bọn họ làm thế nào chính là chuyện của bọn họ chỉ cần đem sự tình làm tốt là được trương nha lăng cha mẹ chúng ta đã phái người giám thị chỉ cần ngài hạ ra lệnh cho chúng ta có thể bất cứ lúc nào hành động Trung Bá thể hiện ra một cái quản gia tốt có năng lực, đem sắp xếp sự tình hoàn thành hết sức xuất sắc. Không sai, chúng ta bây giờ có thể làm, liền chỉ có chờ. Kiều Phong hiện tại lại như là một cái kỳ thủ như thế, trong đầu của hắn đã cấu tứ được rồi mỗi một bước hướng đi, còn bước kế tiếp kỳ đến cùng nên đi như thế nào, liền cần nhìn đối phương làm sao bày trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Thiên vũ con gái, thượng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 66 Thiên vũ con gái, thượng, ken ken ken, ken ken ken, lanh lãnh chung điện thoại hưởng lên. Cho ăn, chào ngài, nơi này Lý Tuấn Vũ tiên sinh nhà, xin hỏi ngài muốn. Thư ký nhanh chóng nhận điện thoại lễ phép hỏi, này đại điện thoại chính là thiết lập tại lý tuấn vũ nhà trung cung công sự điện báo điện thoại trầm bộ trường ở nhà sao nếu như ở đây hắn phiền phức cho ta bậc trầm nữ sinh được chứ ta là hoa đằng người chưa kịp thư ký nói hết lời đối phương liền trực tiếp chen vào điện thoại bên kia truyền tới một âm thanh có chút khàn khàn nam tính âm thanh xin hỏi ngài có phải không có hẹn trước thư ký chính đang thực hiện tiêu chuẩn trình tự Người nói cho người có hoa đằng người cho nàng điện thoại tới, người liền biết có nên hay không nhận. Khang khang tiếng nói khiến người ta nghe rất không thoải mái, có cổ âm u cảm giác. Chuyện này, ngài nếu như không có hẹn trước. Tình huống bây giờ để thư ký cũng phi thường làm khó dễ, dựa theo quy định nếu như không có hẹn trước là không có quyền lực hỗ trợ bậc, thế nhưng đối phương lại nói mình là hoa đằng tập đoàn người, thư ký cũng biết hoa đằng tập đoàn năng lượng, vì lẽ đó lập tức rơi vào một loại tình cảnh lưỡng nan người cũng là vừa tới không bao lâu đối với chuyện như vậy xử lý còn không là rất có kinh nghiệm chuyện gì xảy ra một cú điện thoại cần tiếp lâu như vậy một nữ tính âm thanh từ đàn xa trong phòng truyền tới theo chậm rãi dần hưởng tiếng bước chân một vị phụ nữ trung niên đi tới thư ký bên cạnh a à, trầm bộ trường có một cú điện thoại là hoa đằng đánh tới thế nhưng không có hẹn trước ta không biết đến cùng có nên hay không tiếp đi vào thư ký một cái tay che ống nghe không làm cho đối phương nghe thấy sau đó nhỏ giọng hỏi trầm bộ trường đến cùng nên làm gì hoa đằng đánh tới mau mau đưa điện thoại cho ta thật là làm cho ngươi làm điểm sự đều làm không hiểu trầm bộ trường vừa nghe là hoa đằng đánh tới lập tức đoạt lấy điện thoại sau đó tàn nhẫn mà trăng dậy nghe điện thoại thư ký đây cú điện thoại trầm bộ trường đã đợi rất nhiều ngày Người một mực chờ đợi Hoa Đặng cho nàng một cái trả lời chắc chắn. "Này, thực sự là xin lỗi, ta cái này thư ký là mới tới, vì lẽ đó có một số việc không có xử lý tốt, ngươi còn thông cảm nhiều hơn, ngày hôm nay các ngươi gọi điện thoại lại đây là vì cái gì?" Trầm Bộ Trưởng đối với thư ký hiệu suất làm việc rất không vừa ý, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo người cái kia có thể làm ra thư ký đi công tác đi cơ chứ. Trầm nữ sĩ chúng ta đã thấy ngươi ký tới được toàn bộ văn kiện dựa theo ước định của chúng ta chúng ta hoa đằng hẳn là cùng quý tập đoàn tiến hành nhiều mặt hợp tác bất quá tiền đề là những ngươi đó cho chúng ta xem chứng cứ không có một mình lưu lại dành trước bởi vì riêng là ngươi cho độ của chúng ta có thể không cách nào xác định có phải là chính là nguyên bản nếu như ngươi nếu như bắt nạt gạt chúng ta hậu quả kia có thể muốn do chính ngươi gánh chịu đối với loại này tương tự trò vặt trong điện thoại người tốt như hiểu rất rõ rất rõ ràng như thế, vì lẽ đó dùng uy nghiêm đáng sợ ngữ khí cảnh cáo trầm bộ trường. Bất quá trầm bộ trường trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút tử, bởi vì người bị hoa đằng gọi điện thoại đến người nói trúng rồi, người mình quả thật lén lút để lại một phần. Làm sao sẽ? Ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu là chính ta nói ra ước định, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Vẫn là đi tới nói cho ta một chút liên quan với chuyện hợp tác đi, ta đã lấy ra thành ý, phía dưới nên các ngươi. Trầm bộ trường vội và phủ nhận, ngữ khí có vẻ vô cùng chân thành, vì không ở cái đề tài này thượng dây dưa, người lập tức đem câu chuyện chuyển hướng hoa đằng bên này. Hoa tổng đã phê chuẩn cùng thiên vũ tập đoàn hợp tác công việc, cụ thể thao tác đã giao cho ta đến phụ trách, ta sẽ dựa theo trước đó chúng ta ước định hảo, tiến hành toàn diện hợp tác. Bất quá cái này toàn diện hợp tác là phân giai đoạn, giai đoạn thứ nhất sự hợp tác của chúng ta phương diện chính là y dược qua mấy ngày ta sẽ phái người của chúng ta quá đi khảo sát khảo sát sau khi kết thúc liền bắt đầu hợp tác công việc đầu bên kia điện thoại nam tử cũng không có kế tục dây dưa với cái đề tài này mà là nói đơn giản một thoáng liên quan với chuyện hợp tác rất tốt xem ra chúng ta trực tiếp ước định thực hiện rất tốt hy vọng sau đó cũng có thể như vậy trầm bộ trường nghe xong tự thuật trong lòng thở phào nhẹ nhõm nguyên bản người còn lo lắng hoa đằng sẽ sái trò gian gì không nghĩ tới dĩ nhiên rất thực sự đáp ứng rồi ha ha ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là nghĩ tới không phải sau đó giữa chúng ta hợp tác vấn đề mà là hẳn là nghĩ một hội ngươi nên như thế nào cùng lý tuấn vũ giải thích vấn đề trong điện thoại nam tử có chút không có ý tốt cười nói cái kia khàn khàn tiếng nói cười lên rất khó nghe này liền không làm phiền các ngươi bận tâm đây là chúng ta nhà mình việt tư Trầm bộ trường hiện tại tối không hy vọng người khác đề cái đề tài này, nhưng là đối phương một mực có ý định làm tức giận người, cho nên nàng nói xong câu đó sau khi liền trực tiếp đem điện thoại chụp lên. Nếu như không có chu toàn chuẩn bị, ta cũng sẽ không mạo hiểm làm ra chuyện như vậy, trầm bộ trường trong lòng nghĩ như vậy đến, đang thi hành cái kế hoạch này trước đó, người cũng đã đắn đo suy nghĩ quá, vì con gái của chính mình cùng lợi ích, như vậy mạo hiểm là đáng giá để điện thoại xuống trầm bộ trường sửa sang lại chính mình toàn thân áo trắng, vào giờ phút này người chính ăn mặc tan phục, trong nhà cũng treo đầy màu trắng dây buộc. Lý Vũ oánh trắng đen bức ảnh chính thả ở phòng khách ngay chính giữa, chu vi xếp đầy màu trắng hoa cúc, trong hình Lý Vũ oánh cười là rực rỡ như vậy. Toàn bộ nhà trung, đều là một mảnh thảm thiết bầu không khí, Lý Vũ oánh hũ cho cốt chính cung đặt ở đặc thù dựng phương trên đài, phía trước nhiên ba cái hương, khói hương từ từ tung bay ở trong không khí tất cả những thứ này đều là trầm bộ trường bố trí sở dĩ như thế bố trí cũng là bởi vì lý vũ oánh tự mình phụ thân thiên vũ tập đoàn chủ tịch lý tuấn vũ lập tức liền muốn từ nước ngoài trở về lý tuấn vũ không giống với thẩm thị hai mẹ con lý vũ oánh là lý tuấn vũ thân nữ nhi hắn đối với lý vũ oánh cảm tình muốn so với trầm bộ trường đối với lý vũ oánh cảm tình sâu hơn ngàn lần gấp trăm lần mỗi khi ngay ở trước mặt lý tuấn vũ diện thời điểm trầm bộ trường đều là sẽ giả đối với Lý Vũ Oánh tốt vô cùng, thậm chí so với thẩm thanh vận còn tốt hơn. Trầm bộ trường vẫn không có nói cho Lý Tuấn Vũ liên quan với Lý Vũ Oánh tự sát tin tức, người là sợ Lý Tuấn Vũ nghe được tin tức sau sớm chạy về quấy rầy kế hoạch của nàng, vì lẽ đó ở sự tình vừa vừa phát sinh thời điểm, liền đối với chuyện tiến hành mức độ lớn nhất vui lấp. Người muốn chờ đến Lý Tuấn Vũ về đến nhà sau khi, để chính hắn đi phát hiện chuyện này, sau đó người lại đem mình một lần nữa lập một chuyện kiện lấy ra nói cho lý tuấn vũ chỉ cần lý tuấn vũ không đúng người sản sinh hoài nghi như vậy các loại chờ thời gian vừa quá liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì trầm bộ trưởng đã coi trọng thiên vũ tập đoàn tảng mở giày này thời gian rất lâu người trượng phu ở mấy năm trước cũng đã chết bệnh sau đó người tìm tới lý tuấn vũ cũng là bởi vì coi trọng lý tuấn vũ chỉ có một cái con gái hơn nữa hắn còn thường thường đi công tác này một cái chính thức như vậy mới cho người kia sẽ từ từ từng bước xâm chiếm tập đoàn này giàn giáo mới cho hắn thời gian làm cho nàng đi kế hoạch toàn bộ âm mưu mà người như thế làm toàn đều là con gái của nàng thẩm thanh vận nguyên bản người chỉ là dự định khắp nơi cho lý vũ oánh làm khó dễ lại tìm cơ hội để thẩm thanh vận từ hai người trung bộc lộ tài năng đã đạt đến thẩm thanh vận tương lai tiếp quản chuyện của công ty thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là dĩ nhiên ra trịnh bân dâm loạn lý vũ oánh chuyện này khi làm chuyện này truyền tới trầm bộ trường trong tay thời điểm người liền lập tức nghĩ ra một cái kế hoạch vậy thì là dùng chuyện này đi bức phong lý vũ oánh hay là người đánh giá cao lý vũ oánh trong lòng năng lực chịu đựng lý vũ oánh cũng không có lựa chọn oan ức cả đời mà là lựa chọn tử vong thả người nhảy một cái kết thúc tính mạng của chính mình thanh vận bà ba người liền phải quay về người lúc nào cũng chuẩn bị một chút về nhà đi nhớ tới mặt vào tang phục Trầm bộ trường cầm điện thoại di động lên cho thẩm thanh vận gọi một cú điện thoại, dặn hắn chuyển phát nhanh trở về. Lý Tuấn Vũ còn không biết, nữ nhi ruột thịt của hắn từ lâu không ở nhân thế, hắn còn chưa kịp để Lý Vũ oánh trải qua chân chính ngày thật tốt, người liền đi. Thiên Vũ tập đoàn, cái này mưa chữ chính là lấy tự Lý Vũ oánh trung mưa mà không phải Lý Tuấn Vũ mưa, thành lập Thiên Vũ tập đoàn mục đích, chính là Lý Tuấn Vũ muốn vì là con gái của chính mình thành lập một cái tránh gió cảng bây giờ cảng đã đầy đủ che chắn bất kỳ mưa gió nhưng là đã từng chịu đủ mưa gió con gái cũng đã không ở tích 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 ta lập tức sẽ phải về nhà trầm bộ trường trên điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn phát hiện người là lý tuấn vũ trầm bộ trường trường thở dài một hơi lý tuấn vũ rời nhà càng gần người tim đập liền càng lợi hại người bây giờ có thể làm cũng chỉ có cầu khẩn hơi hơi mở nhanh một chút ở một chiếc chạy ở trên đường màu đen dài hơn khí trong xe, một người dáng dấp đẹp trai nam tử có chút lo lắng thúc. Lý Tổng, còn có đại khái khoảng 20 phút liền đến nhà, có cần hay không trước tiên gọi điện thoại? Tài xế lái xe hỏi. Không cần, ta đã phát quá tin nhắn, đã rất lâu không thấy con gái của ta, rất nhớ nàng A. Nam tử đem thân thể tựa ở ghế từ chỗ ngồi hơi xúc động nói, là một người sự nghiệp rất bận rộn nam nhân, bình thường đều đối với nhà của chính mình người có không ít cảm giác ấy nấy. Lý Tổng, ngài yên tâm, ta dám nói một lúc ngài con gái nhất định sẽ ở cửa nhà các loại, chờ, ngài. Tài xế vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nam nhân khóe miệng nở nụ cười, trong đầu nhớ lại cái kia hiểu chuyện, nghe lời, đẹp để nữ hài, bây giờ đến cùng ra sao cơ chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Thiên Vũ Con Gái, Trung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 67 Thiên Vũ Con Gái, Trung, xe nhanh chóng chạy vội, lại như trên xe Lý Tuấn Vũ sốt ruột về nhà trái tim. Lý Tuấn Vũ đã không nhớ ra được mình rốt cuộc có thời gian bao lâu chưa có về nhà, cũng đồng dạng không nhớ ra được thời gian bao lâu không cho nữ nhi mình gọi điện thoại tới. Lý Tuấn Vũ nhiều năm qua đều ở kinh doanh Thiên Vũ tập đoàn, vì là tập đoàn vất vả, mà Thiên Vũ cũng ở một mình hắn nỗ lực chậm rãi trưởng thành, nhưng là, hắn thắng được xong việc nghiệp nhưng mất đi gia đình, hắn cùng thê tử ly hôn cũng là bởi vì hắn không để ý nhà, hay là đã từng cảm nhận được quá sâu gian khổ, vì lẽ đó vẫn hy vọng có thể làm thành một phen sự nghiệp, để nhà của chính mình người có thể có hảo sinh hoạt. Thiên Vũ tập đoàn từ thành lập đến hiện tại, đã đi qua 18 cái năm tháng vừa vặn là lý vũ oánh sinh ra năm đó thiên vũ thành lập lý tuấn vũ đã từng xin thề nếu như không xông ra một thế giới liền tuyệt không vào trong nhà năm đó lý tuấn vũ ăn uống ngủ đều ở trong phòng làm việc không có chân thật ngủ quá một lần giác thường thường thức đêm xử lý sự tình phân tích báo biểu hắn là cái rất hiếu thắng nam nhân lại khổ lại lui hắn đều cắn răng kiên trì khi hắn cầm đệ nhất dũng kim cùng tập đoàn ra thị trường tin tức về đến nhà thì hắn phát hiện con gái đã không thế nào nhận hắn thê tử cũng đã đối với hắn lạnh lùng ở một người phụ nữ cần nhất trượng phu chăm sóc thời điểm trượng phu nhưng không tại người bên chuyện này đối với một cái vừa sinh xong hài tử nữ nhân mà nói là nhiều bất lực cùng tàn nhẫn lý tuấn vũ chuyển nhà mới ở long thành khu nhà giàu đặt mua một căn biệt thự cũng xứng lên đỉnh cấp xe hắn hy vọng dùng cao chất lượng sinh hoạt đến bồi thường chính mình đối với thê tử con gái chăm sóc bất chu nhưng là tiền tại mua không được tình thân cũng đổi không trở về ái tình, Lý Tuấn Vũ cuối cùng không có lưu lại thê tử thất vọng tâm, một đoạn nguyên bản mỹ hảo hôn nhân lấy ly hôn phần kết, Lý Vũ Oánh bị phán cho Lý Tuấn Vũ, năm đó, Lý Vũ Oánh mới 5 tuổi. Trải qua gia đình phá nát, Lý Tuấn Vũ đoạn thời gian đó rơi vào thật sâu hối hận bên trong, vì có thể làm cho mình đi ra bóng tối, hắn điên cuồng vùi đầu vào trong công việc, để mệt nhọc đến gây tê chính mình. Công ty của hắn càng làm càng lớn, sự vật cũng càng ngày càng bận rộn, ở nhà thời gian cũng càng ngày càng ít bất quá để hắn vui mừng chính là tuổi nhỏ lý vũ oánh vẫn luôn rất hiểu chuyện không khóc không nháo lý tuấn vũ rất hổ thẹn ngoại trừ để lý vũ oánh có càng tốt hơn vật chất hưởng thụ ở ngoài hắn cũng không có biện pháp nào khác lý tuấn vũ thật sâu cảm nhận được gia đình trọng yếu cùng phản ứng công ty khổ cực vì lẽ đó hắn âm thầm quyết định nhất định phải ở sinh thời làm hết sức vì là con gái tích góp của cải làm cho sau này con gái không muốn lại một lần nữa chính mình tiếc nuối. Mãi đến tận có một ngày, Lý Tuấn Vũ vì là Lý Vũ Oánh tìm một cái mẹ kế, một lần nữa tổ lập gia đình đình. Thẩm U Lan trượng phu từ nhỏ chết bệnh, lưu cái kế tiếp con gái một mình nuôi nấng lớn lên. Ở một lần trong hội nghị, Thẩm U Lan cùng Lý Tuấn Vũ kết bạn, hai người đàm còn khá là đến, khởi đầu hai người còn ở nói chuyện hợp tác vấn đề, sau đó chậm rãi liền trở nên nói đến cảm tình lý tuấn vũ cảm giác mình cũng có thể cho lý vũ oánh tìm một cái mù mù đến thay thế mình chăm sóc người bởi thẩm u lan cũng có một cái con gái vì lẽ đó vì thử thách người lý tuấn vũ đặc biệt quan sát người thái độ đối với lý vũ oánh kết quả phát hiện người đối với lý vũ oánh cực kỳ tốt không có một chút nào phiến diện chi tâm đối với lý tuấn vũ tới nói thẩm u lan có thể nói là một cái rất lý tưởng thê tử có thể thường thường về nhà chăm sóc con gái đối với con gái lại cực kỳ tốt quan trọng hơn chính là thẩm u lan cùng hắn trong lúc đó cảm tình không cần cảm xúc mãnh liệt đến duy trì càng nói chuẩn xác hai người là đồng dạng trải qua hạ lẫn nhau dựa vào lý tuấn vũ khảo sát sau một thời gian ngắn liền lập tức cùng thẩm u lan cử hành đơn giản hôn lễ đem con gái của chính mình cùng nhà đều giao cho thẩm u lan chính mình lại vùi đầu vào tập đoàn trong công việc chính hắn cũng không biết ở hắn lựa chọn cùng thẩm u lan kết hôn thời điểm cũng đã đem mình cùng con gái đẩy hướng về phía vách núi biên thẩm u lan là cái rất có tâm kế nữ nhân cũng chính là như vậy người mới có thể thích ứng quan trường minh tranh ám đấu bò tới hôm nay vị trí cùng lý tuấn vũ như thế con gái tương lai cũng là người duy nhất không bỏ xuống được ở kết bạn lý tuấn vũ sau khi một cái kế hoạch liền từ từ nổi lên vậy thì là cướp đi lý gia tài sản đến vì là con gái phô bình con đường người tận lực giả ra hiền thê lương mẫu hình tượng ở lý tuấn vũ trước mặt đối với lý vũ oánh che chở trăm bề thậm chí vượt qua đối với con gái của chính mình mãi đến tận đạt được lý tuấn vũ hoàn toàn tín nhiệm bất quá mọi việc đều có trùng hợp thẩm u lan kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi như thế cùng lý vũ oánh ngoan ngoãn hiểu chuyện tính cách cùng lý tuấn vũ bận biểu công tác không nhàn quản gia có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ thành lập nhà mới đình sau lý tuấn vũ đối với thẩm u lan con gái thẩm thanh vận cũng là rất tốt ở trong mắt hắn thẩm thanh vận đối xử lý vũ oánh lại như là đối xử chính mình em gái ruột như thế liền lý tuấn vũ bốc lên như vậy một cái ý nghĩ vậy thì là để thẩm thanh vận tiếp thay mình thiên vũ tập đoàn sau đó để lý vũ oánh nhàn nhã sinh sống hắn cũng không muốn con gái của chính mình sống cũng như thế lui liền ở tập đoàn quản lý phương diện lý tuấn vũ đối với thẩm thanh vận trút xuống không ít tâm huyết hay là ý nghĩ của hắn có chút kỳ quái đi ở lý vũ oánh trong mắt xem ra chính là phụ thân không đồng ý chính mình ngay khi trước đây không lâu lý tuấn vũ thu được một phong nạc danh ký đến tin bên trong có mấy tấm hình mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy con gái của chính mình thân thể trần truồng nằm ở trên giường khởi đầu hắn cảm thấy là trò đùa dai hoặc là dọa dẫm không qua đi đến trong lòng luôn loạn tung tùng phèo liền lấy sạch gọi điện thoại về hỏi do tình huống nhưng là chỉ được đến lý vũ oánh gần đây thân thể không khỏe chính đang thẩm u lan cùng đi ở trong bệnh viện tu dưỡng thân ở nước ngoài sự vật đa dạng lý tuấn vũ cũng không có lại đi truy hỏi Hắn cảm thấy đã có thẩm u lan bồi ở bên người liền nhất định không thành vấn đề. Hiện tại, nhà ngay khi không xa phía trước, trải qua thời gian lâu như vậy, Lý Tuấn Vũ cuối cùng cũng coi như là có thể cùng nhà của chính mình người gặp mặt một lần. Trong tay hắn còn cầm cho Lý Vũ Oánh từ nước ngoài mang về lễ vật, một bình hạ uy di bãi biển cát trắng. Lý Vũ Oánh muốn làm nhất chính là ở hạ uy di sa thang thường cùng phụ thân đồng thời phơi nắng. Thế nhưng Lý Tuấn Vũ vẫn luôn không thể nhín chút thời gian đến mang con gái đi, lần này xuất ngoại đặc biệt nhận người đi xếp vào một bình cát trắng muốn đưa cho con gái. Nhanh hơn chút nữa. Xuyên thấu qua xe trước sông đã có thể nhìn thấy nhà nóc nhà, Lý Tuấn Vũ không khỏi lần thứ hai dục tài xế nhanh một chút, hắn phản phất đã thấy con gái của chính mình đang đứng ở cửa chờ đợi mình trở về. Xe chậm rãi đình ổn ở cửa biệt thự, lý tuấn vũ không kịp đợi tài xế hạ xuống trong cửa liền chính mình đẩy cửa mà ra khác lý tuấn vũ cảm thấy kỳ quái chính là cửa cũng không có hắn tưởng tượng trung con gái nên tiếp bóng người của chính mình không có một người hơn nữa biệt thự hai bên đại môn mang theo màu trắng bố sa lý tuấn vũ trong lòng nghi hoặc mở cửa lớn ra phát hiện biệt thự chu vi xếp đầy rất nhiều màu trắng hoa hơn nữa toàn bộ phòng ở tỉnh hơi dọa người có loại hiu quạng mùi vị nghe được cửa lớn tiếng vang trong phòng lập tức đi ra mấy người, đều là trong nhà người hầu, vừa nhìn thấy là Lý Tuấn Vũ trở về, vội vội vàng vàng tiến lên nghênh tiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Oánh cùng Thanh Vận đây. Những này màu trắng hoa cùng khăn lụa đều là chuyện gì xảy ra? Còn có các ngươi mặt trên người này đều là cái gì? Lý Tuấn Vũ nhìn thấy ăn mặc toàn thân áo trắng người hầu môn liên tiếp hỏi ra liên tiếp vấn đề, hắn nghi ngờ trong lòng thực sự là quá hơn nhiều. Chuyện này ngài vẫn là vào nhà trước đang nói đi. Phu nhân liền ở trong phòng khách. Người hầu môn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết việc này có nên hay không nói, nên nói như thế nào, chỉ có thể ấp úng nói cho Lý Tuấn Vũ thê tử của hắn ở trong phòng khách, ẩn giấu ý tứ chính là để Lý Tuấn Vũ đi hỏi thê tử của hắn. Hừ, một đám rác rưởi. Lý Tuấn Vũ thấy ai cũng không chịu nói, thở phì phò tự mình đẩy ra gia tộc đi vào nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình rất tồi tệ trong lòng như đè lên chuyện gì đi vào trong nhà hoàn toàn là một mảnh khác lý tuấn vũ khiếp sợ cảnh tượng khiến cho lý tuấn vũ có chút đờ ra trong nhà ngăn tủ thường trên tường đều mang theo màu trắng vải rèm cửa sổ cùng quán vỉa hè đều đổi thành màu trắng trên mặt đất bày rất nhiều màu trắng sô cúc tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trước mắt mãnh liệt thì giác xung kích để lý tuấn vũ có chút không mở mắt nổi nguyên bản ấm áp nhà trung tràn ngập một luồng ai nhiên khí tức, phản phất trong không khí trả về đáng thở dài. Bước bước chân có chút nặng nề, Lý Tuấn Vũ chậm rãi hướng đi phòng khách, những người khác đều không biết vào giờ phút này Lý Tuấn Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng đều đều không ngoại lệ duy trì trầm mặt. Chuyển qua một đạo loan, phòng khách rộng rãi hiện ra ở Lý Tuấn Vũ trước mắt, bất quá lúc này phòng khách không có sofa tivi, cũng không có bàn trà cái bàn ở phòng khách chính giữa có một cái dùng màu trắng sồ cúc chất lên bồn hoa, trên đài bày đặt một tấm lý vũ oánh trắng đen bức ảnh, trong hình lý vũ oánh cười rất vui vẻ, lại như là mỗi lần lý tuấn vũ nhìn thấy lý vũ oánh thời điểm như vậy, bồn hoa phía sau là một cái phương đài, mặt trên bày một cái hũ cho cốt, phía trước nhiên ba nén nhang. Đúng. Lý Tuấn Vũ trong tay nắm các trắng bình từ trong tay rơi xuống, ngã tại trên sàn nhà phát sinh âm thanh lanh lảnh, chai lọ vỡ tan, các trắng tản đi đi ra trải ra một chỗ, thật giống một bức trừ tượng sa họa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Thiên Vũ Con Gái, Hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 Thiên Vũ Con Gái, Hạ, đột nhiên tới tiếng vang đánh vỡ bình tĩnh, thẩm u lan toàn thân áo trắng quỳ gối bồn hoa bên cạnh, nghe được đồ vật phá nát âm thanh sau xoay người lại. Giờ khắc này thẩm u lan mặt có chút trắng bệt, như là không có nghỉ ngơi tốt giống như vậy, con mắt có chút sưng đỏ, còn mang theo nhàn nhạt vệt nước mắt. Tuấn Vũ Nhìn thấy Lý Tuấn Vũ đứng ở nơi đó, thẩm u lan âm thanh có chút khang khang. Chuyện này Chuyện gì thế này? Lý Tuấn Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm rất không dễ chịu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Oánh Vũ Oánh người tự sát Thẩm U Lan trong mắt lộ ra một loại sâu sắc đau thương Tự sát Không 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 thể Cái này không thể nào Này nhất định là giả, ngươi lừa người Nghe được Lý Vũ Oánh tự sát tin tức từ Thẩm U Lan trong miệng nói ra thời điểm Lý Tuấn Vũ dù như thế nào cũng không dám đi tin tưởng, con gái của chính mình như vậy ánh mặt trời như vậy kiên cường làm sao sẽ đang yên đang lạnh liền tự sát tuấn vũ đây là thật sự vũ oánh người thật sự nhảy lầu tự sát nhìn thấy lý tuấn vũ không thể tin tưởng vẻ mặt thẩm u lan lại lặp lại một lần ba ngài trở về a ta cho ngài rót nước lúc này một cái nhẹ nhàng tản âm vang lên thẩm thanh vận đồng dạng toàn thân áo trắng đi vào Nhìn thấy Lý Tuấn Vũ ở nơi đó không nhúc nhích đứng, chính mình mụ mụ ở nơi đó quỳ, mau mau đến nhà bếp cho Lý Tuấn Vũ rót một chén nước dự định hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Cút. Bây giờ còn có tâm tình uống nước sao? Lý Tuấn Vũ giơ tay vỗ một cái liền đem thẩm thanh vận cái ly trong tay đập bay, cái chén tầng tầng ngã tại trên tường ngã nát bấy, nước trong chén đem tường ướt nhẹp một mảnh. Lúc này Lý Tuấn Vũ lại như một con phát rồ sư tử như thế nằm ở cùng bạo trạng thái, hắn hiện tại buồn bực mất tập trung. Ba. Xin lỗi, đều oán ta bình thường không có chăm sóc tốt Vũ Oánh, ngài muốn trách thì trách ta đi. Ta thà rằng dùng ta mạng của mình đi đổi Vũ Oánh mệnh. Thẩm Thanh Vận bị Lý Tuấn Vũ đột nhiên phát hỏa sợ hết hồn, nước mắt lập tức liền xông ra, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ khóc nước mắt như mưa. Nhìn thấy khóc lên Thẩm Thanh Vận, Lý Tuấn Vũ hỏa khí thoáng hàng rồi một điểm ngồi xuống, dùng tay che mặt, ngón tay thật sâu kháp vào trong thịt, chỉ chốc lát cả người liền bắt đầu nhẹ nhàng khóc nức nở lên, thân thể run lên run lên, trong đôi mắt chảy ra trong suốt chất lỏng. Đây là Lý Tuấn Vũ không biết bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất rơi lệ, hắn đều có chút đã quên khóc cảm giác. Vợ trước lúc rời đi hắn không có rơi lệ, tập đoàn hao tổn thời điểm hắn cũng không có rơi lệ, mà cái này ngạnh hắn vào hôm nay rốt cục không nhịn được khóc lên. Lý Tuấn Vũ trong lòng là cỡ nào ấy nấy, thật giống bi kịch lại một lần nữa trình diễn, lần trước cửu ra không về, lúc trở lại để thê tử rời đi hắn, mà lần này, dĩ nhiên là để con gái rời đi hắn, vẫn là vĩnh cửu rời đi. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy Lý Tuấn Vũ nhẹ nhàng tiếng khóc, bất kể là thẩm thanh vận, thẩm U Lan vẫn là cái khác người hầu môn cũng không dám phát sinh một điểm âm thanh, liền như vậy ở tại chỗ yên tĩnh nhìn Lý Tuấn Vũ. Lý Tuấn Vũ đi tới bồn hoa trước, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lý vũ oánh bức ảnh xoa xoa ngọc chất hủ cho cốt cho dù hắn không tin nữa cũng không thể không tiếp thu sự thực này lý vũ oánh xác thực đã không ở cái kia chính mình vẫn yêu hổ thẹn con gái cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt mình vũ oánh người tại sao tự sát hồi lâu sau lý tuấn vũ hỏi ra cái vấn đề này con gái đã chết hắn không muốn để cho con gái chết không rõ ràng hắn phải biết nguyên nhân bởi vì bởi vì người bị người bị người dâm loạn thẩm u lan có chút nhắm mắt nói rằng những việc này quay đầu lại đều là không gạt được lý tuấn vũ cùng với để hắn tự mình đi điều tra còn không bằng tự mình nói đi ra bị ai lý tuấn vũ hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này nắm đắm nắm chặt phát sinh bùm bùm tiếng vang bị người dâm loạn bốn chữ này tàn nhẫn mà đâm vào trong lòng hắn để hắn hầu như liền muốn bộc phát ra vâng là mấy cái đầu đường lưu manh, lúc đó Vũ Oánh buổi tối đi ra ngoài cùng bạn học ăn cơm xong trở về phòng ngủ, sau đó bị bọn họ ngăn chặn. Kết quả, liền phát sinh chuyện như vậy, ta bản để an ủi người gọi nàng không cần lo lắng cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới, Vũ Oánh dĩ nhiên. Thẩm U Lan không nghĩ tới Lý Tuấn Vũ tâm tình sẽ kích động như thế, vì lẽ đó biên lời này thời điểm cũng có chút chột dạ. Đầu đường lưu manh hiện tại ở nơi nào? Lý Tuấn Vũ sắc mặt âm trầm liền muốn chảy ra nước, xảy ra chuyện như vậy lại như là một cái lòng bàn tay phiến ở trên mặt của hắn, làm vì phụ thân, dĩ nhiên để con gái chịu đến loại này nhục nhã mà tự sát, là làm cha thất trách. Ở? Ở hoa đằng nơi đó? Thẩm U Lan nơi nào giao ra lưu manh, thời gian vội vàng người căn bản không có cách nào xử lý tốt tất cả mọi chuyện, vốn là định tìm mấy cái người chết thế, nhưng là ai biết lý tuấn vũ trở về nhanh như vậy vì lẽ đó chỉ có thể đem có thể đẩy đều đẩy lên hoa đằng trên người ngược lại chuyện này chủ mưu chính là hoa đằng người nối nghiệp chuyện khó giải quyết vốn là nên chính bọn hắn xử lý hoa đằng ở đâu vì sao lại ở hoa đằng đột nhiên cùng hoa đằng dính líu quan hệ để hắn có chút không biết rõ hoa đằng tên tuổi hắn biết rõ vũ oánh vì sao lại cùng bọn họ có gặp nhau chẳng lẽ này mấy tên côn đồ còn có hoa đằng tráo hay sao vũ oánh người. Người có một cái quan hệ rất tốt bạn học trai, cái kia bạn học trai là hoa đằng người, biết vũ oánh sau chuyện này liền vận dụng hoa đằng nhân lực đem cái kia mấy tên côn đồ nắm lên đến rồi, hiện tại hẳn là nhốt tại hoa đằng. Sẽ chờ ngươi đi xử lý. Thẩm U Lan phí hết đại kính mới biên ra như thế một cái lý do, trong lòng nàng cảm thấy vào lúc này Lý Tuấn Vũ sẽ không đi lưu ý sự tình thật giả, hắn muốn chỉ là kết quả, chỉ là người mà thôi, nếu hoa đằng người nối nghiệp gây lỗi lầm này người chết thế lẽ ra nên do hoa đằng ra ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại để hoa đằng hiện tại liền đem người đưa tới lý tuấn vũ hiện tại ngay lập tức sẽ muốn gặp đến này mấy cái để con gái nàng tự sát hung thủ chuyện này thẩm u lan có chút do dự gọi ngay bây giờ điện thoại vạn nhất loại làm sao bây giờ à nếu như hoa đằng không đồng ý làm sao bây giờ lẽ nào liền muốn cùng hoa đằng cá chết lưới rách vẫn là nói rõ với Lý Tuấn Vũ chân tướng. Nhưng là nói như vậy chính mình khổ tâm kế hoạch nhiều năm liền muốn triệt để thất bại. Còn Lăng làm gì? Đi. Lý Tuấn Vũ hiện tại tâm tình rất không ổn định, nhìn thấy thẩm U Lan do dự dáng vẻ lập tức hỏa khí tới hét lớn. Biết rồi. Bị Lý Tuấn Vũ như thế hống một tiếng, người cũng sợ hết hồn, liền mau mau trạm lên sửa sang lại quần áo, sau đó đến trong thư phòng đi gọi điện thoại hiện tại cần các ngươi phải làm ra hy sinh mau mau cho ta mấy cái người chết thế điện thoại vừa chuyển được không giống nhau đối phương nói chuyện thẩm u lan liền dành nói trước thời gian cấp bách người không công phu lãng phí thời gian vì lẽ đó đi thẳng vào vấn đề nguyên lai hiệp nghị của chúng ta bên trong thật giống không có này một hạng đối phương như trước là khàn khàn tiếng nói bất quá lại có vẻ rất bình tĩnh cùng thẩm u lan sốt ruột hình thành sự chênh lệch rõ ràng đừng nói với ta những này Lý Tuấn Vũ hiện tại yếu nhân, ta biên Lý Vũ Oánh là bị rì đường lưu manh dâm loạn, hơn nửa người ở các ngươi nơi đó, chính các ngươi nhìn làm. Thẩm U Lan lại khôi phục trước đó ngữ khí, không có gấp cũng không có bi thương, có chỉ là bình tĩnh cùng hung tàn. Ha ha, ngươi thật là biết làm người, trầm nữ sĩ. Đối phương có chút khinh bỉ nói rằng, chính mình làm nhiệt đương nhiên chính các ngươi gánh chịu, đừng cho ta phí lời, lập tức đem người phiền phức các ngươi giúp chúng ta nắm lấy hung thủ, thật sự rất cảm kích các ngươi, có thể hay không đem bọn họ giao cho chúng ta xử lý. Vốn còn muốn cứng trắng thẩm U Lan đột nhiên đã biến thành ôn nhu ngữ khí, nói từ cũng là chuyển biến 180 độ, không bởi vì những khác, chính là bởi vì lúc này Lý Tuấn Vũ đột nhiên đẩy cửa mà vào. Đưa điện thoại cho ta. Lý Tuấn Vũ đối với thẩm U Lan ra lệnh, trong giọng nói không gọi một điểm cảm tình thẩm u lan đàng hoàng đem điện thoại giao cho lý tuấn vũ trong tay trong lòng bàn tay của nàng tất cả đều là hãng lý tuấn vũ đột nhiên như thế yêu cầu làm cho nàng có chút sợ sệt chỉ mong hoa đặng có thể phối hợp không phải vậy đối với mọi người đều không chỗ tốt xưng hô như thế nào lý tuấn vũ quay về điện thoại nói rằng là lý tổng đi ngươi được ngươi có thể gọi ta bối động sự thiên vũ sự tình hiện tại là ta đang phụ trách đầu bên kia điện thoại ngẩn người một chút lập tức phản ứng lại, làm một thoáng tự giới thiệu mình. Bối động sự, hoa đằng giúp ta nắm lấy hung thủ ta vẫn là rất cảm kích, thế nhưng đây là chúng ta trong nhà bộ sự tình, còn hy vọng ngươi có thể đem mấy người này giao cho ta xử lý, còn hy vọng bán ta một bộ mặt. Cứ việc là đối mặt hoa đằng, Lý Tuấn Vũ ngữ khí vẫn là lạnh như vậy băng băng. Nơi nào nơi nào, dễ như ăn cháo việc nhỏ mà thôi, nếu Lý Tổng yếu nhân, hoa đặng cũng không phải không nói lý, buổi tối liền đem người cho ngươi đưa tới. Đối mặt Lý Tuấn Vũ ngữ khí, đối phương không có một chút nào tức giận, trái lại khách khí nói rằng, đáp ứng rồi Lý Tuấn Vũ yêu cầu. Hoa đằng phần ân tình này, Thiên Vũ ghi nhớ, sau đó có việc cần, cứ việc tìm ta. Nói xong cũng không giống nhau đối phương trả lời, Lý Tuấn Vũ liền ngõm rồi điện thoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Cuối cùng địa ngục, 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 69 Cuối cùng địa ngục, 1 Để điện thoại xuống, Lý Tuấn Vũ rơi vào trầm mặt, hắn không biết nên làm sao biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Thẩm U Lan nhìn thấy trượng phu cúp điện thoại, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn mơ hồ nghe được trượng phu Lý Tuấn Vũ cùng hoa đằng bên kia nói chuyện nội dung, xem ra hoa đằng cuối cùng cũng coi như là thỏa hiệp. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, còn Vũ oánh một cái thuần khiết. Lý Tuấn Vũ xoay người nhìn chầm chầm thẩm U Lan ngữ khí có chút lạnh lẽo nói rằng, Thẩm U Lan không có cách nào tự Lý Tuấn Vũ nhìn thẳng hai mắt của nàng trung độc ra bất kỳ cái gì tin tức, người không xác định Lý Tuấn Vũ có phải là phát hiện cái gì, trong lúc nhất thời không biết hắn vì sao lại nói như vậy cũng không biết chính mình hẳn là thế nào trả lời hai người liền như vậy giằng co thẩm u lan bị lý tuấn vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú có chút không dễ chịu lăn nhúc nhích một chút hầu kết muốn nói lại thôi cảm tạ ngươi ở lúc ta không có mặt thay ta chăm sóc vũ oánh lâu dài đối diện sau khi lý tuấn vũ thở dài một hơi trong giọng nói lạnh lẽo đột nhiên hoàn toàn tán đi vứt ra một câu nói như vậy sau đó xoay người ra gian phòng lưu lại còn chưa kịp phản ứng thẩm u lan một người đứng ngẩn người ở chỗ đó thẩm u lan xoa xoa có chút đau thống huyệt thái dương sự tình hiển nhiên có chút vượt qua người mong muốn ở hướng về phức tạp hơn phương hướng phát triển thế nhưng người không có cách nào lùi bước đã không có cách nào ngừng tay chuyện đến nước này chỉ có thể đi một bước xem một bước cho dù hướng đi vạn kiếp bất phục người cũng đồng ý thử nghiệm bởi vì người là vì con gái của nàng lý tuấn vũ đi ra thư phòng sau khi nhìn quanh khắp nơi thê lương nhà có loại tâm bị đào hết rồi cảm giác, thẩm thanh vận chính ngồi chồm hổm trên mặt đất lục tìm vừa nãy cái chén mảnh vỡ, người hầu môn thì lại chỉ ngay ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong vòng 9 ngày, nhà trung liền duy trì như bây giờ, tất cả mọi người giống nhau bạch y, linh đài trước hương không cho phép đoạn, sổ cúc cũng phải mỗi ngày thay mới. Lý Tuấn Vũ nhẹ giọng nói, âm thanh phản phất có loại không thể kháng cự sức mạnh người hầu môn mau mau gật đầu sau đó tản ra ai làm việc nấy tình đi tới thẩm thanh vận thì lại đứng lên đến bái lý tuấn vũ bên này đi tới ba ngài yên tâm tuy rằng vũ oánh đi rồi thế nhưng ta nhất định sẽ liền người cái kia phân đồng thời nỗ lực tương lai giúp ngài quản lý tập đoàn thẩm thanh vận đem lại nói vô cùng đẹp đẽ xem ra là như vậy hiểu ý hiểu chuyện ngoan ngoãn không cần thiên vũ tập đoàn đến cuối cùng ta sẽ giải tán bất quá ta sẽ bảo đảm hai mẹ con các ngươi sinh hoạt vì lẽ đó không cần lo lắng đón lấy ba ngày các ngươi cần thủ linh thủ linh quy củ hẳn là không cần ta nhiều lời đi lý tuấn vũ lời vừa nói ra bất kể là nguyên bản trên mặt mang theo ngoan ngoãn thẩm thanh vận vẫn là mới vừa từ trong thư phòng đi ra thẩm u lan toàn bộ biến sắc mặt giải tán thiên vũ tuấn vũ có phải là quá võ đoán thẩm u lan điều chỉnh hạ tâm tình hỏi làm sao ngươi có ý kiến gì lý tuấn vũ lúc nói lời này không quay đầu nhìn thẩm u lan không phải nhưng là thiên vũ là tâm huyết của ngươi làm sao có thể nói giải tán liền giải tán ngột ngạt bất mãn trong lòng thẩm u lan truy hỏi nhiều lời vô ích làm các ngươi chuyện nên làm chuyện này không cần ngươi bận tâm đánh gãy thẩm u lan lý tuấn vũ xoay người lên lầu hai hắn cảm thấy hết thảy đều là do thiên vũ tập đoàn mà lên, như vậy thiên vũ tập đoàn sẽ không có lại tiếp tục tồn tại cần phải, hắn chính là thiên vũ người đầu tiên nhận chức cũng là cuối cùng một đời chủ tịch, các loại, chờ, thời điểm vừa đến hắn liền dự định tuyên bố việc này. Lý Tuấn Vũ sau khi lên lầu, đến phiên thẩm U Lan vẻ mặt trở nên âm trầm, người dùng ánh mắt ngăn lại thẩm thanh vận kế tục đặt câu hỏi. Thẩm U Lan đấy lòng mạc quá một đạo hung lệ, nếu Lý Tuấn Vũ quyết tâm muốn hủy diệt người nỗ lực, như vậy người không thể làm gì khác hơn là không tiếc đánh đổi đi hủy diệt Lý Tuấn Vũ. Lầu 2 là Lý Vũ Oánh phòng ngủ, trong phòng còn duy trì Lý Vũ Oánh khi còn sống vật phẩm bày ra, hồng nhạc ga trải giường, sạch sẽ bàn học còn có trên giường mau nhung em bé. Lý Tuấn Vũ cảm giác con gái gian phòng cùng hắn lần trước đến thời điểm thật giống cũng không có gì thay đổi, nhưng là hắn lần trước tới là lúc nào đây? Là nửa năm trước vẫn là một năm trước tiện tay mở ra trên bàn một quyển sách, Lý Vũ Oánh Thanh Tú chữ xuất hiện ở trong mắt, này chữ Lý Tuấn Vũ thường thường nhìn thấy, bởi vì con gái đều là cho mình viết thư, để cho mình chăm sóc tốt chính mình, nhắc nhở chính mình ăn được mặt ấm, thế nhưng Lý Tuấn Vũ nhưng một phong đều không có về quá. Đều là ở mất đi thời điểm mới biết quý trọng, đều là ở sự tình phát sinh sau khi mới nghĩ đến hối hận, nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận càng không có mấy thời gian, giả như hắn có thể trở lại quá khứ, hắn tình nguyện không muốn hào xe căn nhà lớn tình nguyện không muốn quyền cao chức trọng hắn cam nguyện bình thường làm bạn thê tử con gái nhìn con gái từng ngày từng ngày lớn lên mua cho nàng chơi vui món đồ chơi cho nàng giảng ngủ trước cố sự sau đó có thể mỗi ngày đều nói một câu bà ba yêu ngươi nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bối động sự để điện thoại xuống không dám thất lễ lập tức tự mình gọi điện thoại thông báo trịnh bân thiếu gia ta có một số việc cần cùng ngài báo cáo. Bối động sự chủ động cho Trịnh Bân rót trà, cung cung kính kính nói rằng. Tốt nhất đều là việc trọng yếu, thật xa càng làm ta gọi trở về cũng không muốn nghe ngươi lãng phí thời gian. Trịnh Bân xuất hiện ở trong lòng có chút khó chịu, hắn vừa vừa rời đi hoa đằng tổng bộ thông thiên tháp không đến bao lâu, liền nhận được bối động sự điện thoại, nói có chuyện quan trọng báo cáo, trong điện thoại còn nói không rõ ràng, bất đắc dĩ Trịnh Bân không thể làm gì khác hơn là đi xe trở về, làm hắn có chút không quá vui vẻ, hắn còn dự định mau mau đi về nhà thư thư phục phục nghỉ ngơi một chút đây. Là như vậy, vừa trầm bộ trường gọi điện thoại cho ta, nói là để chúng ta hoa đặng tìm mấy cái người chết thế quá đi. Sau đó Lý Tuấn Vũ còn đem điện thoại đoạt lấy đi tới, nghe thanh âm xem ra là vừa biết Lý Vũ oánh tạ thế tin tức. Nghe tới rất phẫn nộ. Thiếu gia, theo ta suy đoán hẳn là trầm bộ trường lừa lý tuấn vũ có thể có thể nói là tên côn đồ cắt ké loại hình làm ra hơn nữa còn nói người là hoa đằng giúp đỡ trảo nhốt tại chúng ta hoa đằng này lý tuấn vũ quản chúng ta yếu nhân làm sao bây giờ hơn nữa ta cảm giác lý tuấn vũ sẽ không có tốt như vậy lừa gạt nơi này do ta nghe đều gượng ép bối đổng sự nhất châm kiến huyết đem sự tình đại khái tình huống phân tích đi ra hầu như cùng chân thực phiên bản cách biệt không thể nghi ngờ Trịnh Bân nghe được bối động sự suy đoán cùng phân tích, cũng lâm vào trong suy tư, hiển nhiên hắn đối với sự tiến triển của tình hình cũng là dự cổ không đủ, trong lúc nhất thời cũng không phải quá biết nên làm gì, đi đâu cho Lý Tuấn Vũ tìm người chết thế đây. Vạn nhất làm trên lệch chẳng phải là đều lòi. Này người chết thế phỏng chừng liền khẳng định đến chết ở Lý Tuấn Vũ trên tay, thời đại này ai cũng đem mạng của mình xem coi trọng nhất, ai muốn ý vì tiền bán mạng. Thiếu gia, có muốn hay không chúng ta liền biên cái lý do không giao người chúng ta trong tay cũng là có trầm bộ trường nhược điểm hơn nửa lượng hắn lý tuấn vũ cũng không dám đối với hoa đặng như thế nào bối động sự nghĩ ra một cái hạ hạ kế chờ một chút bối động sự có nhớ hay không ngươi trước đây nói với ta ngư long hỗn tạp sự tình trịnh bân trầm tư suy nghĩ trung đột nhiên nghĩ tới điều gì một cái kế sách dần dần hiện lên cùng trong lòng hắn ngư long hỗn tạp ngài là chỉ trước đó phát hiện phong đằng nội gian. Bối động sự suy nghĩ một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, quãng thời gian trước chúng ta một ít tư liệu không hiểu ra sao đến phong đằng trong tay, khi đó cũng đã suy đoán trong chúng ta bộ có phong đằng khoảng cách, trải qua quan sát chúng ta đã khóa chặt mấy người không phải sao. Nhấp một miếng trà, Trịnh Bân đối với mình có thể nghĩ tới đây sao hảo chủ ý rất là thỏa mãn. Nhưng là... Chúng ta vẫn không có xác định được chỉ là hoài nghi mà thôi. Bối đổng sự tự nhiên cũng là biết chuyện này, thế nhưng hoài nghi quy hoài nghi, ở không xác định trước đó đánh trắng động có có thể sẽ không còn gì cả. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này xác nhận một thoáng, thuận tiện để sự tình phức tạp hơn một điểm, càng hỗn loạn, chúng ta càng có thể ngư ông đắc lợi. Trịnh Bân trên mặt lộ ra một bộ cùng tuổi tác không hợp nham hiểm nụ cười. Làm sao xác nhận? Ta có chút không rõ bối động sự nghe không hiểu trịnh bân đến cùng muốn biểu đạt có ý gì lẽ nào lần lượt từng cái đẩy ra ngoài thẩm vấn hay sao rất đơn giản chúng ta đem bọn họ đưa đến lý tuấn vũ nơi đó làm người chết thế nếu như phong đằng đối với thiên vũ có động tác liền nói rõ quả thật có nội gian còn không chỉ một cái nếu như phong đằng không động tác ngược lại chết người là ai ta không để ý có thể giải quyết vấn đề là được trịnh bân mưu kế thực sự là quá ác độc nghe bối động sự đều thân thể phát lạnh hiện tại Trịnh Bân lại như là một cái trong rừng rậm trắng độc, bất cứ lúc nào từ phía sau lưng làm cho người ta một đòn trí mạng. Bối động sự đột nhiên rất vui mừng mình lựa chọn cùng Trịnh Bân đứng ở một bên. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngài dặn dò ta đi làm. Bối động sự run lên một cái, mau mau chờ đợi Trịnh Bân truyền đạt chỉ lệnh. Trước đó chúng ta hoài nghi danh sách trung, độ khả thi to lớn nhất hai vị là ai? Ngài chờ ta nhìn một chút là doanh tiêu bộ lâm lôi cùng truyền thông bộ ngô kiệt bối động sự từ trên giá trút ra một loa tư liệu nhảy ra một tấm danh sách thì thầm chờ một lúc đem bọn họ lần lượt từng cái gọi tới nơi này là được cái khác ta đến xử lý đây chính là nội gian kết cục muốn trách thì trách các ngươi cùng sai chủ nhân trịnh bân tàn nhẫn mà nói rằng hắn xưa nay đều sẽ không cho người để lại đường lui bởi vì làm cho người ta để lại đường lui chính là đổ chính mình đường sống hắn hiện tại cần phải làm là tự tay xử lý này mấy cái nội gian. Ta biết rồi, đúng rồi thiếu gia, chúng ta còn có một chút vừa truyền đến cái khác tình báo. Bối động sự thật giống lại nghĩ tới chuyện gì, liền lại mở miệng nói rằng. Cái khác tình báo. Cái gì? Ngài để chúng ta quan tâm cái kia trương nha lăng, hẳn là tai nạn xe cộ sau tử vong. Chết rồi. Tuy rằng Trịnh Bân hận chết Trương Nha Lăng, thế nhưng nghe được Trương Nha Lăng chết tin tức vẫn là lấy làm kinh hãi. Hẳn là, ngày hôm nay Tam Đạo Thị qua báo chí đã đưa tin tai nạn xe cộ tin tức, cái kia gọi Trương Nha Lăng hẳn là cứu giúp vô hiệu tử vong, chúng ta cũng cùng cảnh sát giao thông đội xác định một thoáng, hẳn là không giả. Bối động sự phái người đi tới cảnh sát giao thông đại đội cùng tòa soạn báo, đạt được đều là Trương Nha Lăng tử vong tin tức, không biết những thứ này đều là kiều phong một tay an bài xong. Lại đi điều tra, ta muốn trăm phần trăm xác nhận mới được, dĩ nhiên chết rồi, chết rồi cũng thật là tiện nghi hắn. Trịnh Bân cảm thấy chuyện này thực sự là có chút quá hí kịch tính, hắn vốn còn muốn cố gắng dằn vặt Trương Nha Lăng, không nghĩ tới dĩ nhiên chết rồi. Trịnh Bân đang nghi tính cách để hắn thật không dám tin tưởng chuyện này, vì lẽ đó muốn khỏe mạnh xác nhận mới được. Thiếu gia, cái kia cha mẹ hắn làm sao bây giờ? Bối động sự nghĩ đến Trương Nha Lăng cha mẹ còn nhốt tại tạm giam bên trong đây hắn nếu như thật chết rồi, giữ lại cha mẹ hắn cũng không có tác dụng gì, liền thả đi, thuận tiện để ở nơi đó nhìn chằm chằm người có thể rút về đến rồi, nhớ kỹ nhất định phải xác nhận sau khi lại như thế làm. Trịnh Bân cũng không có dự định giết chết Trương Nha Lăng cha mẹ, có chút chuyện phiền phức hắn không muốn đi làm, hơn nữa hắn chỉ có 19 tuổi, ngoài miệng nói chính là một chuyện, thật làm cho hắn hạ lệnh giết chết hai người hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Cuối cùng địa ngục 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 Cuối cùng địa ngục 2 Tào ao rào, bối động sử dụng tay chim một chút nước đánh ở trên mặt, nhìn trong gương mặt của mình, cảm giác mình nhanh nhẹn như một con chó. Tiên sư nó, lại muốn đối với một cái mau còn không trường đầy đủ hết thằng nhóc cầu khẩn nhiều lần, từng ngày từng ngày để lão tử làm này làm cái kia, thật hắn mẹ nhiều chuyện, một cái rác rưởi chết sống có cái gì có thể bận tâm. Bối động sự cớ đi nhà cầu đi ra cố gắng oán giận một phen, nếu như không phải Trịnh Bân giúp hắn trở thành động sự, hắn mới sẽ không đối với Trịnh Bân cúi đầu xưng thần, cả ngày bị Trịnh Bân làm người giúp việc bình thường sai khiến hắn cũng cảm thấy rất uất ức, thế nhưng một mực hắn lại không thể ở Trịnh Bân trước mặt biểu hiện ra, hắn còn hy vọng dựa vào Trịnh Bân bò đến vị trí cao hơn đây. A à Lực, các ngươi rút về đến đây đi, chuyện bên kia không cần các ngươi quản. Giặc xong tay bối động sự lấy điện thoại di động ra đến cho thủ hạ của chính mình gọi một cú điện thoại, phát sinh rút đi chỉ lệnh. Bối động, ngài xác định chúng ta cái gì cũng không cần làm là có thể đi thẳng về sao. Nhưng là thiếu gia hắn. Tuy rằng mấy tên thủ hạ đã sớm ở nơi rách nát này chờ vô cùng nháo tâm, thế nhưng dù sao cũng là trịnh bân tự mình ra lệnh bọn họ làm sao dám cãi lời. Bây giờ nghe bối động sự dĩ nhiên để bọn họ rút đi, cao hứng đồng thời lại có một ít hoài nghi. Ngươi đến cùng là ai thủ hạ? Mẹ, gọi các ngươi trở về thì trở về, thiếu gia ngươi ngựa lạc sa mạc. Ngay cả mình cho thủ hạ mình ra lệnh đều phải bị nghi vấn một thoáng, bối động sự triệt để căm tức, liên tiếp thô khẩu bạo đi ra, cái nào còn có một chút bình thường trầm ổn bình tĩnh hình tượng. Ta! Chúng ta biết rồi, bối động ngài đừng nóng giận, chúng ta đương nhiên là nghe ngài, chúng ta này liền trở về. Nghe đầu bên kia điện thoại nổi khùng bối động sự, mấy tên thủ hạ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mau mau cho bối động sự hàng hỏa tiện thể nịnh hót. Đi ngươi điều tra rõ ràng, ta mới không nhiều như vậy nhàn công phu quản những kia sự. Bối động sự đối với vừa trịnh bân mệnh lệnh sự tình xem thường, cái kia rác rưởi chết hay chưa có cái gì có thể quan tâm, còn có cha mẹ hắn, hư, tự cầu phúc đi thôi. Một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, nhìn thấy Trịnh Bân Chính đang hai chân tréo ngoảy thưởng thức một cái không biết từ nơi nào đem ra bóng chày bổng. Thiếu gia, ngài dặn dò ta chuyện điều tra ta đã an bài xong xuôi, rất nhanh sẽ có thể biết cái kia trương nhà lăn đến cùng chết hay chưa. Bối động sự thật là xem như là trở mặt cao thủ, nhìn thấy Trịnh Bân ngay lập tức sẽ biến trở về trước đó ăn nói khép nép liều mạng lấy lòng dáng vẻ. Hừm, rất tốt, bối động sự, ta đối với ngươi hiệu suất làm việc hết sức hài lòng, yên tâm, theo ta ít 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 ta thiệt thòi không được ngươi, đến thời điểm ta để ngươi trở thành tự mình bên dưới hoa đăng quyền lực to lớn nhất ngươi. Trịnh Bân đối với bối động sự loại này nghe lời trăm trắp dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, loại này một mực cung kính thái độ làm cho Trịnh Bân cảm giác nhẹ nhàng, hắn hiện tại liền coi chính mình là thành tương lai hoa đăng chi chủ, đối với bối động sự hứa lấy nặng vị. Tạ cảm ơn thiếu gia, ta sẽ tiếp tục cố gắng bối động sự quay về trịnh bân bái một cái ở bề ngoài đối với trịnh bân như vậy nhưng là sau lưng cùng trong lòng còn không biết mắng bao nhiêu cú đây hừm trước tiên không nói phí lời hiềm nghi to lớn nhất chính là ai lâm lôi vẫn là ngô kiệt trịnh bân hỏi hai người bọn họ hiềm nghi đều rất lớn lâm lôi có hướng về phong đằng cung cấp chúng ta tài chính tư liệu hiềm nghi mà ngô kiệt nhưng là bị hoài nghi bán đi chúng ta thủ hạ hành tung dẫn đến nhân viên thương vong hai người kia đều xem như là đối với hoa Đằng tạo thành tổn thất không nhỏ bối đổng sự chiếu tư liệu từng cái thì thầm mỗi một lần sự kiện đều bị tỉ mỉ ghi chép bán đi ha ha chính là hắn bán đi người khác kết cục nhưng là thảm nhất trước tiên gọi hắn đến đây đi nhớ kỹ một lúc hắn đến rồi đừng đánh trắng động cỏ trước tiên ổn định sau đó xem ta ánh mắt làm việc trịnh bân cầm bóng chạy bổng từ trên ghế xoay trạm lên Chậm rãi đi tới bên cạnh biên giá sách nơi, nơi này vừa vặn là một cái điểm mù, nếu như một cái tiếng vào căn phòng làm việc này là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy Trịnh Bân. Nhìn thấy Trịnh Bân tàn lên, bối động sự cũng là thông qua hoa đằng bên trong kêu gọi khi thông báo truyền thông bộ Ngô Kiệt đến phòng làm việc của hắn đến một thoáng. Mấy phút sau khi, một cái tuổi tác ở 30 tuổi khoảng chừng, thân xuyên âu phục màu đen nam tử đi vào bối động sự văn phòng, bộ ngực hắn công nhân thể thường viết. Truyền thông bộ ngô kiệt có thể đi vào truyền thông bộ bình thường tướng mạo đều là không kém trước mắt ngô kiệt cũng là đồng dạng ngũ quan đoan chính lông mày rậm mắt to có mấy phần đẹp trai cả người tinh khí thần đều rất dồi dào bối động sự ngài tìm ta theo lễ phép ngô kiệt quay về bối động sự gật đầu một cái hắn không rõ lắm bối động sự tìm hắn làm cái gì đầu tiên bình thường sẽ không do đổng sự trực tiếp tìm công nhân nói chuyện thứ hai Ngô Kiệt vị trí bộ ngành cũng không về bối động sự phụ trách. Bình thường liền thật cẩn thận hắn nhìn chầm chầm bối động sự, muốn tìm được cái gì nhỏ bé manh mối. Không sai, muốn tìm người nói chuyện, đến, mời ngồi. Bối động sự trên mặt lộ ra người xúc nụ cười vô hại, sau đó chỉ vào trước bàn làm việc cái ghế ra hiệu Ngô Kiệt ngồi xuống nói chuyện. Bối động sự, ta nghĩ ta cũng không phải ngài cấp dưới trực tiếp, cũng không nghe theo ngài điều phối ta ở tập đoàn gần đây cũng hoàn toàn lương ghi chép hoặc là làm trái quy tắc hành vi ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó hẳn là không có gì để nói nếu như có công tác thường sắp xếp mời ngài trực tiếp cùng ta trực thuộc thủ trưởng câu thông nếu như là cá nhân thường vấn đề thật không tiện đây là chính ta việc riêng tư ngô kiệt rất cảnh giác nhìn bối động sự tuy rằng bối động sự trên mặt mang theo nụ cười thế nhưng ngô kiệt lại có một loại dự cảm xấu hắn như trước đứng tại chỗ cũng không hề ngồi xuống ha ha ngươi nói đúng là không sai bất quá ta hôm nay tới là có vài thứ muốn nói cho ngươi bối động sự cười cợt đối với ngô kiệt loại thái độ này chút nào không ngại phải biết toàn bộ hoa đằng tập đoàn có thể tìm không ra mấy người dám cùng bối động sự như thế nói chuyện ngô kiệt không nói gì hắn có linh cảm ngày hôm nay bối động sự tìm đến hắn tuyệt đối không đơn giản hắn sờ sờ tay phải ngón áp út thượng nhẫn chiếc nhẫn này không phải là phổ thông nhẫn trong này tồn trữ lượng lớn hoa đằng hình ảnh và thanh âm tư liệu, hơn nữa còn độ có kịch độc, một khi gặp phải chuyện gì, Ngô Kiệt là có thể khởi động chiếc nhẫn này, sau đó bên trong tư liệu sẽ truyện đưa đi, đồ độc tầng cũng sẽ lộ ra để liếm phục tự sát. Không sai, Ngô Kiệt chính là phong đằng phái tiếng hoa đằng nằm vùng, năm này qua năm khác ngày qua ngày hướng về kiều phong cung cấp liên quan với hoa đằng bên trong động thái, công việc này vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bại lộ, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm những người này cũng đồng dạng đều là kiều phong sàng lọc đi ra tín nhiệm người cũng đồng dạng là không sợ hãi cái chết người ta chỗ này có một phần báo cáo là liên quan với ngươi muốn nghe hay không nghe xem bối động sự trong tay có thêm vài tờ chỉ mặt trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ ngô kiệt không nói gì hắn đại khái đoán được bối động sự tìm hắn đến mục đích hẳn là chính là phát hiện hắn là phong đằng nằm vùng sự tình hắn không biết hoa đằng có phải là thật hay không nắm giữ chứng cớ gì rõ ràng hắn tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngày đó đến thế nhưng ai không nghĩ tới tận lực sống tiếp hơn nữa hoa đằng phát hiện hắn cũng nhất định sẽ phát hiện những người khác hắn phải nghĩ biện pháp thông báo bọn họ một năm trước ở một lần nhằm vào phong đằng tại vụ thống kê khởi tố thì bởi vì ngươi thống kê sai lầm mà dẫn đến khởi tố thất bại hơn nữa trải qua kiểm tra ngươi phạm sai lầm là một cái rất cấp thấp sai lầm có thể nói dựa vào sự giúp đỡ của ngươi Phong Đằng tránh khỏi mấy trăm ngàn tổn thất. Năm nay tháng 2, cùng ngươi bình thường quan hệ so sánh gần vài tên hoa tổng thủ hạ ở một lần trong hành động bị Phong Đằng sớm biết được mai phục, đạo đưa chúng ta năm người bị thương, một người tử vong, hành động cũng tuyên cáo thất bại. Chúng ta cẩn thận điều tra hồ sơ của ngươi, phát hiện ngươi kết hôn ngày dĩ nhiên là đến Hoa Đằng công tác trước đó một tuần, nhân tại nào có thể kết hôn một tuần liền tới làm đây? chúng ta ở cục dân chính điều tra thời điểm ngươi sai phát hiện cái gì ngươi kết hôn ghi chép là giả nếu như trở lên những này còn nói rõ không là cái gì như vậy chúng ta phát hiện mỗi tháng đều sẽ có một cái tài khoản thông qua hai lần chuyển khoản chuyển tới ngươi quỹ tài khoản bên trong mà cái trương mục này khởi đầu giả là một cái từ phong đằng về hưu ba năm công nhân không thể không nói loại này trò vặt không chăm chú đi điều tra vẫn đúng là phát hiện không được Bất quá các ngươi vẫn là đem hoa đằng tưởng tượng quá đơn giản một điểm. Hiện tại Ngô Kiệt Tiên Sinh đối với trở lên ta nói những này, ngươi có cái gì muốn tỏ thái độ sao? Nói xong một đại đẩy lời, bối động sự đem trong tay tư liệu vứt tại trên bàn, sau đó ánh mắt sáng quát người nhìn chầm chầm trước mắt Ngô Kiệt. Ngô Kiệt ngậm chặt miệng, hàm răng cắn đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại, vừa bối động sự nói những chuyện này nói rõ hoa đằng đã nắm giữ một chút chứng cứ chính mình quả nhiên vẫn là lưu lại manh mối để hoa đằng có theo có thể theo bây giờ nên làm gì ngô kiệt đại não nhanh chóng vận chuyển là tiến lên diệt đi bối động sự vẫn là cự không thừa nhận xoay người rời đi nếu như ngoài cửa đã có người đang đợi làm sao bây giờ ngô kiệt phân tích mỗi một khả năng tính trước mắt một mặt nguy hiểm bối động sự sẽ không hề có một chút chuẩn bị liền đem mình kêu đến sao mình và hắn trong lúc đó còn cách một chiếc bàn làm việc hắn không cảm giác mình có thể ở bối động sự giết trước hắn giết người đối phương, hắn muốn sống, vừa vặn như không nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, hắn dự định đánh cược một lần, chỉ cần hắn ngày hôm nay có thể có cơ hội rời đi nơi này, liền có biện pháp có thể sống mà đi ra hoa đằng. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi đại khái là lầm, ta hoàn toàn không biết ngươi nói chính là cái gì, xin đừng nên bởi vì một ít trùng hợp liền cho ta mang tới có lẽ có tội danh, nếu như ngươi thật cho rằng là ta, cái kia ta chờ ngươi khởi tố tin, cáo từ. Quyết định chủ ý, Ngô Kiệt một mực chắc chắn chính mình là thuần khiết, sau đó liền xoay người dự định rời đi nơi này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.